Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và một bản tin rất đặc biệt trong ngày đầu năm mới. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tối ngày hôm qua thì Hùng không có làm bản tin bởi vì chúng ta trước mắt thì chúng ta có 3 ngày nghỉ, đó là phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới. Chúng ta đang được nghỉ Tết Dương lịch, chính vì vậy nên là Hùng Lê sẽ lùi cái bản tin lại một hôm, và tối nay thì Hùng Lê mới bắt đầu làm một cái bản tin đầu tiên của năm mới, một cái bản tin rất là đặc biệt. Thì lời đầu tiên cho phép Hùng Lê gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta chào mừng năm mới, năm 2022 luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn gặp nhiều thành công, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì anh chị em của chúng ta sẽ tích lũy thêm những cái nền tảng kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu để chúng ta có thể đứng vững hơn trên thị trường, và chúng ta sẽ tiếp bước lợi nhuận, tìm kiếm những cái lợi nhuận thành công hơn của năm 2020 và năm 2021, làm cái tiền đề để chúng ta chuẩn bị cho năm 2022. Thì cũng có thể nói rằng trong năm 2020 cũng như năm 2021 thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua 2 năm có thể nói là một cái đà thăng hoa cực độ, Hùng Lê có thể nói như vậy. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta có thể nhìn nhận rằng những cơn sóng, và có thể nói đó là những con sóng thần, nhóm thép đúng không ạ, đã làm điên đảo trên thị trường chứng khoán. Sau đó đến nhóm cảng biển các anh chị, đúng không ạ, nhóm cảng biển, một số các cái mã cổ phiếu cảng biển, và ví dụ như tâm điểm VNA hoặc là VOS, những cái mã cổ phiếu có thể gọi là penny, từ vùng 2-3 nghìn đồng rồi 5 nghìn đồng một cổ phiếu đã vươn lên thành 30-40 nghìn đồng một cổ phiếu. Thì đấy là một con sóng tăng rất là mạnh mẽ. Và chúng ta cũng chứng kiến nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng cũng đã có một chu kỳ tăng trưởng, và theo ông Lê nói có thể gọi là lịch sử. Nhóm chứng khoán cũng như vậy, tức là chúng ta nhìn nhận rằng tất cả các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành cơ bản trong năm 2020 và năm 2021 đó là những con sóng thần. Vâng anh chị, và đến thời điểm hiện tại về cuối của năm 2021 đầu năm 2022 thì các cái nhóm ngành, các cái mã cổ phiếu của chúng ta đã tăng rất tốt trong những cái chu kỳ của 2 năm vừa qua. Thì rất có thể Hùng Lê chỉ nói như vậy, rất có thể thì những cái chu kỳ tăng tốt đó thì thị trường của chúng ta cần phải chỉnh giảm, các cái mã ngành của chúng ta cần phải chỉnh giảm để tích lũy lại nền, trên cơ sở những cái nền tảng tích lũy đó để chúng ta hình thành lại một cái trang kỹ thuật. Và các anh chị có thể nhìn thấy nhóm thép là nhóm đầu tiên, có thể nói là như vậy, đã chỉnh kỹ thuật để tích lũy lại những cái nền tảng tốt hơn. Hoặc nhóm banh cũng là một cái nhóm mà đã chỉnh rất là mạnh. Các anh chị có thể tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Rồi sau đó thì đến nhóm chứng khoán, tức là tất cả những cái nhóm ngành nó đã tăng tốt thì nó sẽ cần một cái chu kỳ để nó hấp thụ hết những cái lượng hàng phân phối của nhà đầu tư. Và sau khi một cái chu kỳ phân phối đó xong thì cổ phiếu và các cái nhóm ngành sẽ tích lũy quay trở lại. Thì theo quan điểm kỹ thuật của Lê thì đến thời điểm hiện tại tất cả các cái mã cổ phiếu đã tăng tương đối mạnh và tương đối dài. Thì cái câu chuyện là chúng ta tìm kiếm lợi nhuận hoặc là tìm kiếm điểm mua ở trên thị trường chứng khoán nói chung và các cái mã cổ phiếu của các cái mã ngành mà đã tăng tốt rồi thì nó sẽ khá là khó khăn. Tuy nhiên không sao cả, thị trường có tăng thì ắt hẳn nó sẽ có giảm, và quan trọng, một cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta luôn luôn đồng hành, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư, phân tích những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật, những cái điểm kháng cự rất là chi tiết của các cái mã ngành. Để làm gì? Để anh chị em của chúng ta có một cái góc nhìn tốt nhất, đó, có một góc nhìn tốt nhất về thị trường chung, về cổ phiếu và về danh mục đầu tư. Thì kênh của chúng ta, Chứng khoán Chiến binh đến từng con sóng, thì được Hùng Lê lập ra cách đây khoảng 4 năm, năm 2018. Và trải qua những cái thăng trầm thì kênh của chúng ta cũng đã phát triển dần theo thời gian, và cũng đã được chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, kinh nghiệm thực chiến đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và bên cạnh đó thì Hùng Lê cũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của anh chị em nhà đầu tư, luôn luôn động viên, luôn luôn chia sẻ và luôn dành cho Hùng Lê những cái tình cảm rất là đặc biệt. Thì nhân dịp ngày đầu của năm mới, năm 2022, thì Hùng Lê cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị em đã đồng hành cùng với team của Hùng Lê trong suốt chặng đường vừa qua. Ok, thì bản tin của chúng ta tuần này thì Hùng sẽ lọc một số thôi, Hùng cũng sẽ không phân tích hết.
Đó, chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã nhóm ngành quan trọng. Còn những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta chưa được phân tích thì các anh chị em có thể comment ở bên dưới các cái bản tin tuần. Tức là bản tin tuần nào thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ comment ở ở bản tin tuần đó, và ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời chi tiết ở các cái mã cổ phiếu mà các anh chị em quan tâm. Ok. Thì phần thứ nhất thì chúng ta sẽ đi view các cái mã cổ phiếu để chúng ta xem thử là trong tuần vừa qua thì các mã cổ phiếu này đã tăng hay giảm như thế nào và nó đang đi theo những cái kịch bản như thế nào. Thì đối với VIX, các anh chị nhìn chung thì sau khi VIX mà đạt được cái target ở đây ở vùng khoảng quanh 110 thì VIX đã lần lượt hạ từng cái độ cao, và hàng tuần thì cũng đã lần lượt phân tích các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, về mặt kỹ thuật là như vậy. Còn VIX thì gần như cũng chưa có phân tích một cái nhịp hồi. Thì như vậy tuần này thì VIX đã chính thức về lại vùng 94 đến vùng 95. Thì đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối quan trọng của VIX. Đó, thì chúng ta sẽ quan sát thêm, trong trường hợp nếu như thủng 94 thì chắc chắn là nó sẽ lại về lại vùng 90 đến vùng 90.5 rồi. Thì một cái nguyên lý rất là cơ bản đó là khi nó phá kháng cự thấp, các anh chị cứ cứ nhớ thùng như vậy, phá kháng cự thấp thì nó sẽ về kháng cự cao, mà phá hỗ trợ cao thì nó sẽ về hỗ trợ thấp. Đó, nguyên lý hoạt động nó là như vậy. Vinhome thì nhìn chung là trong tuần vừa qua dự báo tích lũy ở quanh nền 82, 82.5, kết tuần ở vùng 82. Nhìn về động lực của Vinhome thì nó cũng chưa có các cái động lực đâu, và có thể ngắn hạn ở trong tuần tới thì nó tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 81.5 đến khoảng vùng 82. Thủng 81.5 thì đương nhiên rồi, nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 80 đến khoảng vùng 80.5. VRE nó đánh tương đối là khó chịu đúng không các anh chị? Vùng đã chỉ cho các anh chị đây rồi, cái vùng 31.5 đến khoảng vùng 32, đây là vùng kháng cự của cổ phiếu. Thì chúng ta về đến cái vùng kháng cự này thì chúng ta có thể nên chốt bớt. Rồi. Hỗ trợ kỹ thuật của VRE ngắn hạn ở đây là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5. Nhìn cái tín hiệu kết tuần của VRE như thế này, đó đường MACD thì đang cắm đầu đi xuống như vậy, thì khả năng cao cái lực phục hồi của VRE nhìn chung là tuần tới nó sẽ chưa có. Với tín hiệu như thế này thì các tài khoản mà chúng ta cầm thì chú ý ở vùng 30, thủng vùng 30 thì chắc chắn là sẽ về vùng 29 rồi, và thậm chí là có thể tính toán lại vùng 28 ở đây. Trong một cái yếu tố tạo lập ở một cái tuần trước đây này cũng có phân tích cái ý đồ tạo lập của VRE ở vùng 28. Nhưng nhìn chung về động lực của VRE trong thời gian vừa qua thì nó cũng không có nhiều đâu. Vinamilk mọi người vẫn nói vui là bò sữa bị ốm, thì đối với Vinamilk khi tiếp cận đến cổ phiếu này thì cũng đã có nói rồi, đó là gì, chúng ta phải xác nhận ở đây nó là một cái nền tảng tích lũy dài. Và cái nền tảng tích lũy đó thì cũng đã đưa rồi, đó là vùng 83 đến khoảng vùng giá 84, cao hơn ở đây đó là khoảng vùng 85 đến vùng 85.5. Thì trong các cái nhịp cũ này thì có phân tích này, và chúng ta có đưa ra cái vùng kháng cự của nó 92 và cao hơn ở vùng 95, thì hiện tại là cổ phiếu này chỉ mới chạm được vùng 92 thôi. Tuần này thì Vinamilk cũng đang có những cái tín hiệu giao dịch tương đối là khởi sắc. Nền tích lũy ở đây là vùng 85, 85.5 ở đây tạm, tức là sau một cây nến xanh đó thì nó quay về trả cung anh chị, và những điểm trả cung này thì đánh giá tạm, đánh giá là đẹp. Đó, với xu hướng này thì dòng tiền có thể tiếp tục quay trở lại cổ phiếu Vinamilk, ngắn hạn thì sẽ kỳ vọng hồi lên vùng 90. À đây không, chưa chưa lên được 90 đâu. 88. Ngắn hạn sẽ kỳ vọng lên vùng 88, vượt được vùng 88 này thì lên vùng 90, vượt được 90 thì chúng ta mới xây 92. Nôm na nó là như vậy. Đối với GTN nhịp hồi ở đây đã hồi lên khoảng quanh vùng 22. Tín hiệu của kỹ thuật của GTN hiện tại thì đang khá là yếu, chính vậy nên là xu hướng của GTN sẽ tích lũy thêm ở vùng 193 đến vùng 197. Nhóm ngành hàng không thì nhìn chung thì dịch bệnh đang khá là phức tạp. Tuy nhiên cũng có một cái điểm khá đặc biệt về các cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu VDC. Các anh chị nhớ là cái nhịp cũ này này, chúng ta đã đưa được target của VDC lên vùng 135, mặc dù rằng là cái kết quả kinh doanh thì của nhóm ngành hàng không thì đương nhiên rồi. Dịch bệnh như thế này thì rất là khó khăn. Đó, nhưng mà cái tính tạo lập của VDC vẫn khá là tốt. Và trong nhịp này thì chúng ta đã đánh giá vùng 118 đến vùng 120, sau đó vùng chỉnh cung ở đây. Trong bản tin tuần cũ có phân tích vùng 121.5 đến vùng 122. Dự hồi lên khoảng quanh vùng 126, tuần này đánh khá là tốt lên khoảng vùng 128 rồi. Thì với đà tích cực này của VDC thì nhịp này sẽ kỳ vọng VDC sẽ cán lại vùng 130. Nói chung lên đến vùng 130 cộng rồi thì đấy sẽ không còn là những cái điểm mua đẹp nữa, và có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt thôi. HVN thì cũng hoàn toàn tương tự như VDC. Cái tính khó khăn thì nó là khó khăn chung của ngành giao thông đúng không anh chị?
Và đối với HVN thì nó đang có một cái yếu tố tạo lập, đó là trong một cái biên dao động tắt dần đã có phân tích ở đây, thì chúng ta sẽ quan sát thêm vùng 22.9, khả năng thì nó sẽ đi đi ở trong một cái biên như này, đó biên hẹp đó như này rồi, và nó kết thúc một cái chu trình đi ở cuối cái con đường này thì cũng sẽ phân tích và chúng ta sẽ đánh giá thêm, có thể là sẽ đánh giá ở vùng 21.5, vùng 22, cầu bắt trở lại đây thì có thể dòng tiền đầu cơ nó quay lại nó bắt ở đây thì chúng ta có thể bắt thêm, thì chúng ta đánh giá thêm ở đây. ACV trong tuần vừa qua thì có một cái nền đánh tương đối là tốt, như vậy là cái nền tảng tích lũy của ACV 7980, như vậy là tạm ổn. Ở ngắn hạn thì ACV lại quay lại vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 88 đến khoảng vùng 88.5 ở đây, thì chúng ta lưu ý trong trường hợp nếu như ACV bị chốt mạnh ở vùng này thì các anh chị cũng có thể chốt theo. MSN là một trong những cái trụ có thể đánh giá là tốt ở thời điểm hiện tại các anh chị, bởi những cái lực đi của Mansan đang tương đối là ổn. Sau khi mà nó chạm được cái target ở đây là vùng 170, đó target là vùng 170, thì nó đang có khoảng 2 tuần, tuần vừa qua với tuần trước nữa, một tí nữa tí tẹo tuần trước ở đây, tích lũy ở rất là đẹp ở vùng 166.5, vùng 170 ở đây, đó là cái cơ sở về nền tảng tích lũy để giúp cho Mansan có thể đánh lại vùng 180 và cao hơn là vùng 190. Và đến thời điểm hiện tại thì Mansan là chúng ta đang phân tích một sóng lên đó, cứ nhìn thấy mũi tên xanh chỏng lên thì là sóng lên, còn cái việc mà nếu mà không có những cái mũi tên xanh hoặc là mũi tên đỏ quay trở xuống thì đấy là một đang 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 phân tích một sóng giảm các anh chị. MSR thì nhìn chung những cái ý đồ tạo lập thì em này thì chúng ta phải xác định là đánh dài dài một tí đó, và những ý đồ mà cái cách tiếp cận của MSR thì đã phân tích rất là cụ thể và chi tiết rồi. Trong tuần vừa qua thì MSR cũng đang đi ngang ở quanh vùng 27 tương đối là đẹp. Nếu mà chỉnh sâu sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán thêm cả vùng gom ở đây nữa này, 25 đến vùng 26. Nôm na là MSR thì tuyệt đối là chúng ta lưu ý một điều là chúng ta không đua những cái phiên xanh như này, và chúng ta sẽ canh những phiên chỉnh cung, đó là những cái phiên mà chúng ta gom sẽ rất là ok. BVH đến thời điểm hiện tại là đang phân tích một sóng xuống, đó các anh chị, phân tích một sóng xuống từ cái vùng đỉnh của nó ở đây là vùng 65 đến vùng 66. Bên này thì phân tích một sóng lên ở bên này rồi, bên này sóng xuống ở đây. Thì sóng xuống này hiện tại là nó đang có những cái điểm nhấn kỹ thuật nào? Đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật 54.8 quanh vùng 55. Tuần trước đúng không các anh chị, đây này nó có một cái mút lên thì sau đó nó quay lại test, và cái điểm test này thì nhờ cây nến kết tuần nên tạm gọi là test thành công. Tuy nhiên lực cầu nó chưa đủ lớn thì cái xu hướng kỹ thuật của nó sẽ quay lại vùng 54.8 là rất cao. Đó, nó sẽ quay lại nó kiểm tra test đây, thậm chí là nếu như trong trường hợp nếu như nó quay lại vùng 54.8 ở đây mà thủng thì khả năng là sẽ quay về 54, thậm chí là 53, thì đấy là các cái nhịp mà cổ phiếu này có thể quay về test. Nói chung là giai đoạn này thì cũng chưa thể là tham gia được. MVG nhìn về mặt ý đồ tạo lập thì đang khá là hay, sau khi đạt target 145 thì cũng có phân tích cho các anh chị ở đây rồi, vùng 127, 130 và sâu hơn chúng ta có thể tính toán ở vùng 125. Thì cái đặc tính của MVG ở trong thời điểm hiện tại là nó đang đi ở trong một cái biên, đó biên hình sin này, biên hình sin này chúng ta đã có phân tích rồi, và nó đang siết chặt ở quanh giá 135, như vậy là tốt. Thì cái cách đi này thì nó có thể bật bất cứ lúc nào, nó có thể bật bất cứ lúc nào, và nhìn về mặt ý đồ thì dự là MVG sẽ hình thành một cái sóng tăng ở đây. Thì cái sóng tăng này nó sẽ chạm về đâu? Nó sẽ chạm về vùng 143 đến khoảng vùng 145. Đây là cái vùng kháng cự hiện hữu của nó. Thì thông thường nó sẽ đi về thấp hơn cái vùng kháng cự đó một tí. Đó, rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm cái cung cầu. Đó, các anh chị lưu ý là vùng 143 đến 145 là đây là vùng mà chúng ta không mua nữa. Và chúng ta có thể canh mua ở đây này, những cái cây nến doji đấy các anh chị. Đó, thì có thể canh mua ở quanh vùng 134 đến khoảng 135. Đó là những cái vùng mà cổ phiếu đang chỉnh cung tương đối là ok. PNG dự hai vùng test, và trong tuần thì có dự lại chỉnh lại quanh vùng 93. Đây các anh chị nhìn những cây nến nó lòng vòng quanh 93, cây nến kết tuần thì tạm ok. Với lực cầu thì cũng chưa thực sự là xuất sắc, nhưng mà như thế này là ít nhất là nó cũng đã khẳng định rằng là cái vùng 93 ở đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tương đối khá là ok. Nhìn về góc độ này thì PNG sang tuần tới có thể hồi quay về khoảng vùng 99 đến khoảng vùng 100, và chúng ta lưu ý ở vùng kháng cự này.
Di nhìn về góc độ kỹ thuật là nó đã đi khá là đúng với ý đồ, tức là sau một cái biên dao động lớn và bắt đầu nó đi về một cái dao động tắt dần. Đó, cái dao động tắt dần này thì cũng có phân tích rồi. Sau một cái dao động tắt dần này thì trong tuần thì tuần trước thì Di đã có một lực bật, và lực bật này thì dự là sẽ quay về khoảng vùng 75, tức là về lại cái vùng kháng cự đây, nhưng trên thực tế là nó về được cái mút ở đây này. Thì thông thường là như vậy các anh chị, nói chung ấy là khỏe thì nó sẽ đi về được khoảng vùng 75, còn không thì nó sẽ đi được cái về mút mút ở dưới này, tức là khoảng vùng 73.5. Đó. Thì thông thường về đến cái khoảng này là thường thường cổ phiếu hay bị chùn chân trở lại, và đây các anh chị nhìn thấy đấy, Z bắt đầu bị chùn trở lại đây rồi. Thì với việc giảm này của Z thì Z lại đi về test lại thôi. Đó. Vùng hỗ trợ lại vùng 66.5 đến vùng 68. Như vậy là gì? Hỗ trợ thì chúng ta canh gom, mà về đến gần gần cái kháng cự đây thì chúng ta canh mà canh bán, đấy là cái phương pháp nó là như vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích vào một cái nhóm ngành rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì trước khi đi vào nhóm ngành này thì chúng ta cũng có thể nhìn lại cái biểu đồ của WTI. WTI đã hình thành một cái đỉnh sóng tăng của nó ở đây ở vùng 85 đô trên một thùng, và sau đó thì WTI chỉnh giảm. Đó, nhịp chỉnh giảm này thì cổ phiếu các anh chị cũng có thể nhìn thấy là cổ phiếu nhóm P cũng đã đi giảm theo một cái trang kỹ thuật của WTI. Và sau khi mà WTI tạo được nền, tạo được đáy ở vùng 65 và tiếp tục tạo được ở vùng 7x, hồi phục đi lên, thì các anh chị cũng nhìn thấy rằng là P cũng hồi phục đi lên theo cái nhịp sóng tăng này. Nhưng đến thời điểm hiện tại đây, chúng ta nhìn thấy rằng cái vùng kháng cự của WTI khoảng quanh vùng 76.5 đến khoảng vùng 77 đây. Đây là một vùng kháng cự tương đối mạnh. Thì thông thường sau khi mà nó đạt được lên cái vùng này thì nó sẽ chỉnh, và trong góc độ kỳ vọng chỉnh về kỹ thuật thì kỳ vọng là nó không thủng lại, tức là nó giữ được cái vùng này các anh chị này. Nó giữ được khoảng vùng 74.5, đó, 7 7 74.5, đó là cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mà WTI kỳ vọng giữ lại được thì nhóm P nó cũng sẽ có những cái nền tảng tích lũy. Nhưng trong trường hợp nếu như mà giá dầu mà bị đạp thủng cái vùng 74.5 ở đây thì khả năng P cũng sẽ bị chốt theo. Đó là một cái điểm mà anh chị em của chúng ta lưu ý. Thì đối với gas đây này, đó các anh chị, ở tại thời điểm gas tạo đỉnh ở vùng 125 thì nó tương đồng với WTI ở vùng 85, và đó các anh chị nhìn thấy đây thì gas cũng đã bị rơi. Và đối với gas thì trong thời điểm hiện tại thì cũng có đánh giá thêm cái những yếu tố tạo lập của gas ở quanh vùng 95, thì sẽ đánh giá thêm khả năng là gas sẽ có những nhịp hồi bật từ vùng 95 ở đây. Nó đi ở trong một cái biên hẹp, rồi chúng ta đánh giá thêm cung cầu, đây cũng là một cái cách tạo lập của gas sau khi mà nó thoát nền. Đó, thì cái tín hiệu thoát nền chính là phiên này để xác nhận rằng là gas bắt đầu vào một nhịp tăng, thì nó cũng đơn giản thôi. Ở bên này thì chúng ta sẽ nhìn nhìn nhận lại đây này, khả năng nếu khi mà gas vượt thoát được khoảng vùng 100. Đó, nếu mà gas thoát vùng 100 thì nó sẽ xác nhận cái xu hướng là gas sẽ bắt đầu bật tăng quay trở lại đây, và cái điểm chém cung ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá cái xu hướng của cổ phiếu gas thì nó sẽ nằm ở cái mấu chốt vấn đề ở đây. Rồi, PLX thời điểm hiện tại thì nó cũng đang khá giống với gas, đó là nó đang tích lũy nền. Thì cái nền tích lũy ở đây vùng 52.5 đến vùng 53 là chúng ta có phân tích ở trong cái bản tin tuần cũ rồi. Tuần này nó sau khi nó hồi lên nhưng lực hồi không đủ mạnh, thì xu hướng tuần tới các anh chị lưu ý cho Hùng vùng 53, 53.5. Đây sẽ là vùng mà khả năng thì Pelix sẽ nghỉ lại cung cầu đây. Đấy, hiện tại là cái cung cái lực lực cầu của Pelix nó đang khá là thấp. Đây, nó đang khá là thấp này. Thì xu hướng chủ đạo là nó tích lũy. Đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. Đây là một nhịp mà Pelix tích lũy cung cầu ở trong một cái biên. Đó, trong một cái biên hẹp khá là thấp ở đây, và sau đó thì lực cầu quay trở lại và nó có cái tín hiệu thoát nền. Nếu thuần về kỹ thuật thì chúng ta cứ kẻ một cái đường này, nó đơn giản như vậy thôi. Các anh chị là mọi người cứ bảo là Hùng dùng những cái công cụ nào để phân tích, nhưng mà trên thực tế là không có một cái công cụ nào cả. Chỉ có điều là chúng ta cái kinh nghiệm để chúng ta nhận diện là khi nào thì dòng tiền bắt đầu quay trở lại đánh cổ phiếu, rồi chúng ta quan sát những cái biên dao động của cổ phiếu trong phiên giao dịch thôi, chứ còn không hề có một cái công cụ nào cả. Và nếu như để gọi là có một cái công cụ thần thánh nào đó mà để xác nhận được rằng là cổ phiếu nó tăng hoặc cổ phiếu nó giảm, đó
Thì cái công cụ đó nó sẽ được bán ở trên thị trường có khi cả hàng triệu đô, đúng không ạ các anh chị? Bởi vì là nó đúng mà nó giỏi mà. Nếu mà nó giỏi như vậy thì chúng ta chỉ cần mua cái công cụ đó thôi. Và cái công cụ đó về là khi nào nó chỉ bắt đầu mua là mình mua. Như vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta có 1 tỷ là chúng ta mua hết 1 tỷ vào cổ phiếu đó, đúng không? Nó đúng rồi thì xong đó là 1 tỷ nó thành 1 tỷ rưỡi rồi chúng ta nhân như vậy. Thế thì cái công cụ đó nó rất là đắt các anh chị, nó không nó, và thậm chí là nó cực kỳ là đắt. Đó. Cho nên đến thời điểm hiện tại kể cả FX nó đã có một cái quãng thời gian rất là xa, rất là dài rồi, và có rất nhiều nhà nghiên cứu các cái bot robot đấy các anh chị ra lệnh tự động ở trên một cái lập trình cơ bản nào đó, nhưng mà gần như tất cả những con bot đấy cũng bị thua hết thị trường bởi nó có những cái tín hiệu nhiễu. Và thông thường khi nó xác nhận được một cái xu hướng á, thì nó rất là ok, nhưng khi mà tín hiệu thị trường nhiễu á, thì bot đi hết đó và những cái lệnh đấy là nó bị hỏng hết. Như vậy thì chúng ta cũng không phải cần là quá nhiều các cái công cụ kỹ thuật đó, thì chỉ nói đơn giản như vậy thôi đó. Thì các anh chị có thể này đơn giản các anh chị cứ kẻ một cái đường này đi đó, thì sau khi Pelic nó hồi phục nó linh 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 lừng khừng ở đây đúng không ạ, và bắt đầu nó xuất hiện một cái 2 đến 3 phiên mà lực cầu nó vượt thoát lên khoảng tầm độ 4 triệu cổ phiếu một phiên và giá bắt đầu bật tăng quay trở lại đó. Thì bật tăng quay trở lại thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến Pelic sẽ phải vượt thoát lại cái điểm ngắn ngắn ở đây, và cái điểm vượt thoát thứ hai ở đây đó là cái điểm này, tức là nó chém được cái vùng 55.5, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu giải ngân mạnh vào cổ phiếu này thôi. Đó, một cái cách như vậy thôi, chứ còn lại là cũng có thể giải ngân xong thì cái điểm này có thể thất bại các anh chị. Đó, không ai dám chắc được là rằng là khi mà cổ phiếu này mà nó break được cái vùng 50 55.5 là nó đi tăng đâu. Đó, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng có dự báo hoặc là có một cái lập trình về mặt tư duy như vậy để chúng ta hành động theo xu hướng của cổ phiếu. Rồi. Cổ phiếu PET là cái tính đầu cơ nó khá là cao. Đó, và trong tuần thì gần như PET cũng đã hình thành được đã đạt được cái target vùng giá mục tiêu khoảng vùng 37.6. Như vậy là cái vùng 37.6 đến vùng 38 ở đây nó là kháng cự. Đó, thì như thế nào được gọi kháng cự, thì đơn giản là chúng ta nhìn thấy ba cái nến ở đây đúng không ạ, và cứ mỗi lần chạm về 38 là nó lại rụt lại, chạm về 38 rụt lại, và phiên kết tuần cũng như vậy, thì đấy là vùng kháng cự thôi, tức là nó không thể vượt thoát được, thì đấy là vùng kháng cự. Thì với một cái việc đi của PET như này thì PET sẽ quay về lại khoảng vùng 36, tuần tới thì khả năng là dự chỉnh cung quanh quanh 36 hợp lý ở đây, và cung cầu ổn định và nó lại tiếp tục lần thứ hai nó đánh vượt thoát được khoảng vùng 37 376 đến khoảng vùng 38, thì cái xác suất lúc đó thì chúng ta mới đánh giá cái xác suất để nó đi lên khoảng vùng 40. Thì cái target là chúng ta cứ xây từ từ vậy thôi. Rồi, con PXS là một con mã cổ phiếu mà trong nhóm P hiện tại thì nó đã đi có thể nói là quá tốt trong nhịp vừa qua, và nó đi tốt rồi thì cái ý đồ tạo lập của nó quanh vùng 10 và vùng 11, vùng 11. Thì Hùng Lê đã tập trung đánh giá ở cái mục khi mà cổ phiếu này chạm 10 thì nó chỉnh cung không gãy vùng 8.25 đến khoảng vùng 8.5, ở đây là một cái miếng đánh rất có ý đồ. Và trong cái nhịp này thì hơi tiếc một tí là nó chỉnh chỉnh tí nữa thì đẹp, nhưng mà nó tức là chúng ta kỳ vọng vào vùng 9 đến vùng 9.2. Nhưng mà trên thực tế thì nó không về đến vùng 9.2. Mút mát trên 9.2 một tí thôi thì nó kéo. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận một cuộc chơi, nếu như đã xác định ở PXS thì chúng ta phải chấp nhận một cuộc chơi thôi. Đó là dự thì may mắn thì tuần tới sẽ có ở khoảng quanh vùng 10.8. Thì có thể 10.8 này chúng ta vào thêm một phần, nếu như đang có hàng thì nó dễ. Đó, chúng ta vào 10.8 hoặc thậm chí sau đó là vùng 10, vùng 10.3, tức là khả năng sẽ có quay trở lại hai cái nhịp này trước khi mà PXS kéo. Còn đối với PXS, chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn một cái trận đánh của PXS ở đây. Các anh chị, sau một nhịp rũ thì PXS kéo rất là kinh hoàng. Thì cái nhịp này cũng đang dự, tức là đang dự 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 phóng cái câu chuyện là PXS cũng sẽ có một cái nhịp đánh tương tự như cái nhịp đánh vừa qua ở trong quá khứ. Thì như vậy đấy là cái ý đồ mà chúng ta sẽ quan sát thêm nó và chủ động gom. Đó, chủ động gom. Tất nhiên đối với thời điểm hiện tại, chúng ta Hùng đã nói rồi, tiếp cận đến PXS là nó đang khá là cao đó. Thì trong các bản tin tuần thì thông qua vừa chúng ta vừa phân tích kỹ thuật, nhưng Hùng cũng đã lồng ghép thêm những cái nội dung về kiến thức và các anh chị có thể học thêm đó, có thể học thêm. Những anh chị biết rồi thì chúng ta có thể bỏ qua, còn những anh chị chưa biết thì chúng ta sẽ tích lũy thêm.
Đó, trên cái con đường mà chiến đấu trên thị trường chứng khoán thì cá nhân Hùng Lê cũng như vậy. Hùng sẽ học rất nhiều những anh chị em nhà đầu tư xung quanh, họ chỉ Hùng cái gì Hùng bắt đầu học ghi chép lại đó, và biến những cái kinh nghiệm của các anh chị đó thành kinh nghiệm của mình để mình chiến đấu cho nó tốt hơn thôi đó. Đối với PVS ở trong tuần vừa qua đúng không ạ, đây các anh chị, những cái vùng dự chỉnh kỹ thuật của nó tương đối đẹp ở quanh vùng 26.3 đến khoảng quanh vùng 27. Tuần vừa qua đã có lúc PVS công lại vùng kháng cự 28 nhưng lực công không thành. Lực công không thành này thì sang tuần tới thì khả năng cái xu hướng của PVS là nó lại quay lại về vùng 26, đây 26.3 đến khoảng vùng 27, đó là cái vùng kỹ thuật mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần cũ, thì tuần mới nó sẽ quay trở lại vùng này. PVT ở đây trong tuần vừa qua thì nhìn chung PVT nó đi ngang các anh chị, đi ngang, nhìn xu hướng như này đi ngang. Có đánh giá lực hồi phục nếu có ở khoảng vùng 24, 24.5 ở đây, nhưng mà trên thực tế thì nó chưa, trong tuần thì có điểm nào chạm lên chưa, chưa chạm được. Chưa chạm lên vùng 24.5 và xu hướng chủ đạo đi ngang. Thì đối với anh chị em cầm PVT, chúng ta cứ chú ý ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 23, vùng kháng cự 24.5 ở đây, tạm trong một cái biên ngắn như vậy. Ở PVD trong tuần thì PVD cũng đã có những cái lực đánh vượt thoát vùng kháng cự 3x ở đây. Tuy nhiên lực này nó không giữ đủ mạnh để có thể kéo PVD quay lại về vùng đỉnh cũ ở 32. Thì chúng ta lưu ý này, chúng ta lưu ý này, đó là hiện tại thì cái phiên kết tuần của PVD là nó bị phá mất vùng 30. Thì đây cũng là một cây nến phá của vùng 30, thì sau cây nến phá đó thì PVT sẽ bị rơi. Thì chúng ta sẽ nói đến vùng 29 ở trong tuần giao dịch mới. Trong trường hợp nếu như PVD mà không thủng vùng 29 thì cái cơ hội để mà để PVD quay lại vùng 31 32 là còn, nhưng nếu mà gãy vùng 29, ở đây nó gãy vùng 29 thì chắc chắn là PVD lại quay lại test nền. Và trong thời điểm hiện tại thì khuyến cáo đối với anh chị em đó là chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên đua xanh ở trong các phiên mà tạo lập thị trường, kéo thị trường lên, kéo về mặt điểm số. Bởi vì thông thường là sau những phiên đua xanh như vậy thì họ sẽ xả ở liền sau đó rất là nhanh. Đây, đó thì họ sẽ xả hết. Đó, vì vậy nên chúng ta đua xanh sẽ là rất là nguy hiểm trong trong thời điểm hiện tại, khi thị trường đang tiệm cận cái vùng ngưỡng tâm lý 1.500 điểm, thì đấy là điều điểm đáng lưu ý cho tuần giao dịch của năm mới. Rồi, oil trong tuần vừa qua thì gần như oil cũng đã chạm vùng 17.5 là vùng kháng cự tương đối mạnh, và nó tiếp tục gặp khó khăn. Và sau khi mà nó gặp khó khăn ở ở vùng này, đúng không? Ở vùng này thì nó cũng có một cái vùng hỗ trợ tương đối tích cực ở vùng 17. Đối với oil thì tuần tới thì xu hướng chủ đạo thì oil vẫn đang đi ngang ở quanh vùng 17 thôi, 17, 16, 9 đến vùng 17. Trong trường hợp nếu như mà các anh chị chú ý, nếu như lực đạp mà đạp thủng 17 với một lực bán tương đối mạnh thì các anh chị có thể canh chốt bớt. Bởi vì VKT đang có những cái dấu hiệu suy yếu. Đó, vậy thì chúng ta cũng phải rất là chú ý đến nhóm P nếu chúng ta đang cập P. Để khi chúng ta chốt ở vùng 17 thì về đến cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây, đúng không các anh chị? Vùng 15, 7 đến 16 thì các anh chị có thể cân lại. Đối với BSR hoàn toàn tương tự, nó gặp vùng kháng cự 24 tương đối là mạnh, và cả tuần gần như thì BSR không thể vượt thoát nổi qua vùng 24 và chỉ đi ngang trong một biên tương đối là hẹp. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BSR như thế này thì xu hướng trong tuần mới thì nó lại tiếp tục quay trở lại. Đó, nó quay trở lại test cái vùng đây này, vùng 22.5, nó lại trở thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Anh chị quan sát thêm. POV kép trong thời gian vừa qua nó đã có một lực đánh có thể nói là rất là thành công, rất là thành công đối với POV kép đến thời điểm hiện tại. Thì ở đây chúng ta có nói đến vùng kháng cự 2x, và trong tuần cũ thì suýt soát đạt được và chưa đạt được thì POV kép đã có những cái lực chỉnh cung. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của POV kép thì POV kép sẽ có hai cái điểm chỉnh cung về mặt kỹ thuật, đó là quanh vùng 17 và sâu hơn đó là ở khoảng vùng ở đây là mười mấy đấy này, có đặt ở đây đây này 16.4 đó, thì sẽ có hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật dự kiến POVF có thể quay trở lại đây để test lại cung cầu. Còn nhìn về thế trận thì POVF vẫn đang tương đối là tốt đấy các anh chị, nhìn thế trận đánh này thì cái
mức độ kỳ vọng POGAP có thể phục hồi là còn, và chúng ta cũng vẫn có thể kỳ vọng là POGAP sẽ quay trở lại vùng 19 hoặc vùng 20 trong cái nhịp đánh này. Ở PVC nhìn thế trận đánh thì cũng đang tương đối là đẹp rồi. Dự kiến target 18 trong tuần thì cũng tí nữa thì lên được đến nơi. Cái nền kết tuần như này thì PVC tất nhiên là lực ra của phiên cuối tuần thì nó cũng không thực sự là mạnh. Nên nhìn về mặt ý đồ thì PVC có thể sang tuần thì PVC có thể kỳ vọng ở quanh ngưỡng 16.6 đến khoảng vùng 16.7, nó sẽ tích lũy thành công ở đây. Tích lũy thành công ở nhịp này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng của PVC ở lên khoảng vùng 18. Ở PVP trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đang đi ở trong một cái biên hình sin, về mặt đây kỹ thuật ở đây là biên hình sin. Đó, đi lên rồi lại bị sọt xuống, và nhìn chung trong tuần vừa qua thì PVP cũng đang đi ở trong một cái biên tương đối là hẹp. Hỗ trợ kỹ thuật 17.5 đến vùng 18. Nói chung cứ cầm trong trường hợp nếu như mà nó không bị phá cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Chờ đợi một cái phiên mà lực cầu bung mạnh vào đây thì chúng ta có thể cần thêm. Nhìn về mặt ý đồ của PVP thì cũng đánh giá rằng là PVP vẫn đang nằm ở trong một cái trend tăng. Và trend tăng này thì cũng đang là trend tăng dài và chưa có cái dấu hiệu để phá vỡ cái tính kỹ thuật, tính hỗ trợ trung hạn của mã cổ phiếu PVP. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành cũng tương đối là quan trọng của chúng ta, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với banh và chứng khoán thì các anh chị chúng ta có thể nhớ lại trong một cái nhịp mà Hùng đã có đề cập rồi. Tức là banh và chứng khoán luôn là những cái nhóm ngành để tạo lập về mặt thị trường có thể sử dụng ở trong những cái tình huống kéo long hoặc đạp sọt của chỉ số phái sinh. Và trong những cái phân tích gần đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là chỉ có nhóm banh và nhóm chứng khoán thì mới đủ sức gồng gánh thị trường kéo index vượt 1.500 điểm. Và trong tuần vừa qua thì nhóm banh làm tương đối là tốt. Tại vì sao? Bởi vì trong những cái tình huống, ví dụ trong phiên giao dịch của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì nhóm setup bị chốt tương đối là mạnh, nhóm midcap bị chốt, nhóm penny bị chốt, thì banh đã nổi lên và nhóm chứng khoán đã nổi lên trong một cái phương diện về mặt là hỗ trợ các cái điểm số về mặt tâm lý. Thì kể cả trong tuần trước cũng như vậy, thì hai cái nhóm này thì cũng đã có một cái sự phục hồi. Tuy nhiên đối với nhóm banh và nhóm chứng khoán ở trong thời điểm hiện tại, nếu như các anh chị mà đua xanh thì khả năng T cộng sẽ khó có ăn. Chính vậy nên là chúng ta sẽ lưu ý những cái vùng mồng lễ phân tích, đó là vùng kháng cự nào thì chúng ta nên xả hàng ra bớt, và cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nào thì chúng ta có thể canh gom. Những cái phân tích đó thì nó mang tính chất tham khảo và các anh chị có thể phản biện thêm đó. Đối với Vietcombank thì vùng kháng cự của nó vẫn đang là vùng 80. Vùng kháng cự vẫn đang là vùng 80. Nói chung Vietcombank thì nó chỉ kéo thôi này. Đấy, các anh chị kéo 3 phiên xong rồi nó đạp sọt luôn. Thì đây đang là những cái tín hiệu khá là lừng khừng của Vietcombank. Nhìn chung thì cũng không có điểm mua, cũng còn có hàng thì canh bán ở vùng 80 đến khoảng vùng 82 thôi. CTG có đánh giá một cái lực hồi phục kỹ thuật trên quan điểm là CTG thì nó cũng đang khá là ok. Và lực hồi phục này thì dự kiến ở vùng 34 đến khoảng vùng 35 đây các anh chị này. Đó, phiên kết tuần nó đi suýt soát lên đến vùng 35 nhưng không giữ được này. Thì đối với những tài khoản mà anh chị cầm CTG, chúng ta sẽ lưu ý ở quanh vùng 34. Trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 34 thì chúng ta nên bán bớt đi các anh chị. Đây này, nhịp này này, đúng không ạ? Nó đạp về nền thì cũng hoàn toàn có thể khả năng xảy ra ở đây, đúng không? Nó thủng vùng 34 thì hoàn toàn nó có thể là lại đi về vùng 31.5, vùng 32. Thì đấy là những cái lưu ý. ACB trong tuần vừa qua thì lực phục hồi của ACB cũng đang tương đối là tốt và nó đang đi vào cái biên kháng cự của nó ở đây là 34.2 đến khoảng vùng 34.5 ở đây. Lực đánh thì đang tương đối là ổn. Với lực đi như này thì có thể kỳ vọng là ACB sẽ quay lại về vùng 35 đến khoảng vùng 35.5. Ở BIDV
BIDV. BIDV thì trong tuần vừa qua cũng đã có một cái lực đánh ở cuối tuần tương đối tốt. Lực đánh này thì kéo mạnh. Và chúng ta cũng lưu tâm này, chúng ta lưu ý này, sau những phiên kéo mạnh ở đây. Đó, thì thông thường cái lực kéo nó thường thường nó được khoảng tầm 3 phiên. Như vậy thì đối với BIDV trong tuần tới chúng ta sẽ lưu tâm đến khoảng vùng kháng cự 38 đến khoảng vùng 39 ở đây. Đó, vùng này. Tuyệt đối không đua xanh anh chị. Anh chị đua xanh ở những vùng này là rất có thể là nó sẽ có một cái lực short ở bên này. Trong trường hợp nếu như index của chúng ta mà bị trượt chân ở vùng 1500 điểm thì chắc chắn là sẽ là như vậy. Đó. Bởi vì khi mà bị trượt chân ở vùng 1500 điểm thì nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ là những cái nhóm bị dội đầu tiên. MBB hiện tại cũng đang có một cái lực hồi tương đối là ổn và dự kiến thì lực hồi này sẽ đạt được ở khoảng vùng 29.5. Mạnh hơn thì có thể kỳ vọng ở đây là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5. Đây đỉnh cũ của nó đây, đỉnh cũ của nó đây đây. Đây cũng có một lực kéo và về đến vùng này đạp. Đây cũng có một lực kéo về vùng này đạp. Vậy đây cũng đang xuất hiện một lực kéo và cũng có thể về đến cái vùng này đạp. Đó là cái vùng mà gì ạ? Cái vùng kháng cự. Ở VPBank thì đây chúng ta sẽ view tổng quan của nó một tí. VPBank thì đang có hai cái vùng kháng cự cuối cùng của VPBank. Có thể nói là như vậy, đó là vùng 31.5 và vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ hai của VPBank đó là vùng 33.5. Thì trong tuần trước thì VPBank đã có một cây nến đẩy hồi mạnh ở đây và cũng có dự báo về cái khả năng là nó sẽ quay lại vùng 33.5 để nó test trở lại, nhưng mà VPBank thì đã có hai cây test như thế này là tạm đẹp. Rất là đẹp. Ở trong phân tích kỹ thuật thì nến test như này là đẹp. Vùng 34 trên vùng mút vùng 34 cộng. Thì VBank trong tuần này thì VBank cũng đang quay trở lại vùng kháng cự 36 ở đây. Khả năng trong tuần tới thì VBank sẽ có những cái điểm tích lũy biên ở vùng 35.5 đến khoảng vùng 36. Lực cầu quay trở lại mà đánh vượt thoát được vùng 36 cộng thì có thể kỳ vọng những cái target nó cao hơn của VBank ở đây là vùng 37.5. Và chúng ta lưu ý ở trong thời điểm hiện tại VBank có một cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây này, vùng 39 ở đây. Đó, thì đấy là những cái vùng mà có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta đẩy hàng ở tại những cái vùng kháng cự này. Techcombank cũng đã có một lực hồi phục tốt. Thì đối với Tech là vùng 48 đấy các anh chị. Rất may mắn là Tech đã không bị thủng vùng 48. Còn thủng vùng 48 thì là nguy, tức là gọi là hết sóng. Thì lực phục hồi này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng lên, nó cũng chỉ là những cái lực phục hồi mang tính T cộng thôi. Tuần tới thì nó sẽ tích lũy thêm ở biên 49.5 đến biên 50. Sau đó thì nó có xu hướng đi lên cái vùng kháng cự ở đây của nó là vùng 51 đến khoảng vùng 51.5 ở đây. Và khả năng lên đến cái vùng này thì nó sẽ có những cái sự rung lắc nhất định ở đây. Và chúng ta sẽ đánh giá thêm TP Bank sau chia, đúng không các anh chị, sau chia. Và nhìn cái lực đi, cái thế trận đi của TP thì đang khá là ổn. Hiện tại thì vùng 40 nó đã trở thành một cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Sau khi nó đánh break lên thì nó đã quay lại đây test này. Và đây đang là những cái phiên quay test trở lại. Và cái phiên quay test này có thành công hay không thì sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp nếu như mà tuần tới cái nó chỉ tích lũy ở được trên cái vùng 40 cộng ở đây và lực cầu tiếp tục quay trở lại bật thoát chém lại vùng 42, đó thì xu hướng của nó sẽ đi lên vùng 45 khoảng vùng 46 là rất là cao. Và trang kỹ thuật của TP thì đến thời điểm hiện tại là đang đánh giá là tích cực của nhóm banh. HD Bank sau một nhịp tăng tốt thì nó đã chỉnh và chúng ta cũng đã dò tìm lại các cái vùng giá mục tiêu, gọi là vùng chỉnh mục tiêu ở trong cái bản tin tuần cũ, đó là ở quanh nền 26.5 đến nền 27. Sau cái nến kết tuần thì dự test lại cung, nhưng mà HD Bank thì cũng test tương đối là khỏe. Nó chỉ test lại ở quanh vùng 29 và xuất hiện một cái cây nến đẩy mạnh lên ở đây, và đến sau một cây nến đẩy mạnh này thì nó lại đang có ba cái test. Và ba cái test này thì cũng là đẹp. Đó, ba cái test này đẹp.
Biên hỗ trợ kỹ thuật 2955 vùng 30, đây là vùng mà HD có thể quay test ổn định. Lực cầu tiếp tục vượt thoát vùng 31 thì chúng ta có thể kỳ vọng một trong nhịp này HD có thể quay lại vùng 33 đến khoảng vùng 34, và đây là vùng kháng cự chúng ta lưu ý. STB trong tuần vừa qua thì STB cũng đã đánh vượt thoát vùng 31, và quan điểm kỹ thuật là gì? Ở vùng 31 chúng ta chốt bớt, rồi lên đến vùng khoảng 32 chúng ta chốt bớt một phần nữa, và lên đến vùng khoảng 33 chúng ta lại chốt một 33 34. Như vậy là chỗ này nhả 20%, chỗ này nhả 20%, tức là ví dụ 3 điểm này chúng ta nhả đi 60% đó, và sau khi nhả đi 60% rồi còn 40% còn lại chúng ta đua. Trong trường hợp nếu như mà đánh tiếp thì cầm, mà nếu mà không đánh tiếp được thì lại chốt. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của STB có phân tích rồi, biên sâu biên 26 26.5, còn trong cái nhịp chỉnh vừa qua thì có phân tích ở vùng 27.5 đến khoảng vùng 28, đó là nhịp chỉnh của STB. Liên Việt Postbank nó biên test kỹ thuật dự kiến ở vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 đó các anh chị. Sau một cây nến xanh thì quay, thông thường nó sẽ quay lại test ở đây, nó có hai cây test. Rồi, và trong tuần thì nó cũng đã break được vùng 22, như vậy là tương đối đẹp. Công kháng cự 23 đến vùng 23.5 thì không thành. Đây là một cây nến cho thấy rằng cái lực cung của cổ phiếu bắt đầu mạnh lên ở vùng 23. Đây các anh chị này, đây là những cái vùng mà các cái tài khoản kẹp hàng ở đây ấy, là sang bên này là họ hồi lại, họ bán đó. Họ bán. Thì chúng ta mà cân được vùng thấp ấy, thì chúng ta ở vùng 23 chốt bớt này, 23.5 đến khoảng vùng 24. Đấy là những cái vùng chúng ta nhìn thấy những cái kháng cự hiện hữu rất cần ở đây rồi. Đó, đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ chốt bớt. BVB cũng đã có một cái lực hồi phục từ nền 21.5 đến khoảng vùng 22. Kháng cự ngắn hạn của BVB ở quanh vùng 24. Với vùng 24. Ở tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái lực cầu, nếu như lực cầu vẫn duy trì tốt ở khoảng tầm độ trên khoảng 7 đến 10 triệu cổ phiếu thì cái xác suất mà để BVB đi lại vùng 25 26 là còn. Đó, trong trường hợp mà lên đến cái vùng kháng cự ở đây mà bị những cái lực chốt như này thì chúng ta cũng canh chốt thôi, tức là chúng ta chốt theo làng, và chúng ta không thể chống lại cái xu hướng của cổ phiếu được. Ví dụ cổ phiếu nó đang chốt mạnh như này mà chúng ta bảo là không, tôi cầm để cho cổ phiếu tăng thì nó không thể tăng được. Hoặc là ví dụ như là cổ phiếu mà đang một cái thế tích lũy lên tốt. Đấy, đây là đang một cái thế tích lũy lên. Mà chúng ta bảo là giảm đi để tôi mua thì nó cũng không thể giảm cho. Đấy, vậy thì tất cả là chúng ta hành động theo cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại nhóm banh thì đã tăng tốt ở trong những cái nhịp vừa qua, và những cái nhịp tăng này thì có thể kéo thêm được khoảng 1 đến 2 phiên nữa, nên chúng ta lưu tâm khi nó chạm vùng kháng cự mà cổ phiếu có dấu hiệu quay đầu hoặc bị thị trường chốt mạnh thì chúng ta cũng sẽ chốt theo. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán gồm có các mã cổ phiếu cơ bản sau. VCI. Nhìn chung VCI ở trong giai đoạn vừa qua, đúng không ạ? Thì nhịp cũ thì chúng ta có đánh giá được một cái kháng cự ở 80 này tương đối là sát này. Sau đó thì cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật 69.5 đến 71.5, tuần vừa qua thì nó đã chạm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và có sự bật lên ở đây, nhưng mà bật lên với lực cầu nó không đủ lớn đủ mạnh, như vậy thì cái khả năng bật mà để mà VCI đi xa nó không cao theo quan điểm như vậy. Và nếu cùng lắm thì nó sẽ đi lại được ở đây, tức là nó sẽ về lại được lên khoảng quanh vùng 77, đấy là những cái vùng mà VCI có thể kéo lên được ở trong cái nhịp hồi này. SSI kháng cự đây rồi, vùng 54, trong nhịp cũ có phân tích rồi, 54 đến vùng 56 đấy là vùng kháng cự. SSI đã có một cái lực phục hồi từ vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 48.5. Tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng 51.4. trong trường hợp mà vùng này mà không bị thủng thì cái cơ hội để SSI quay lại vùng 54 đến khoảng vùng 55 là còn. Đối với HCM cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nó có một vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 43.5, và điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính ở vùng 42. Trong tuần vừa qua thì nó chỉ đi ngang ở quanh cái nền hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 43.5. Thì thông thường là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có thể canh mua, và vùng kháng cự thì chúng ta canh bán. Đấy là một cái khái niệm rất là thông thường. Và kháng cự ở đâu và hỗ trợ ở đâu thì cái việc đó thì cũng đã có phân tích rồi, và các anh chị có thể tham khảo thêm.
HCM cũng đang có một cây nến tản sau một phiên tích cực, và tuần tới thì sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 45, gọi là vùng trả cung các anh chị. SHS rồi, đây vùng hỗ trợ kỹ thuật 45 đến 46.5. Như vậy là tuần vừa qua thì SHS cũng đã có một lực phục hồi tương đối là tốt, nhưng nó lại chạm lại vùng 52 đây rồi. Đó, chạm lại vùng 52 này, bị chỉnh này, chạm lại 52 bị chỉnh này. Đó thì nhịp này nó cũng như vậy, có thể là chạm vùng 52 ở đây thì sẽ đánh giá thêm cái xu hướng cung cầu. Nếu bứt được vùng 52 thì nó có thêm một cái vùng cao hơn ở đây một tí, đó là vùng 55 đến khoảng vùng 56 đây. Kháng cự hiện hữu đây rồi. Vậy thì chúng ta phân tích các cái điểm hỗ trợ để làm gì và điểm kháng cự để làm gì, thì các anh chị đã nắm được cái mục đích nó là như vậy. Đó là gì? Đó là chúng ta gặp hỗ trợ thì chúng ta sẽ canh mua, và gặp kháng cự đó thì chúng ta sẽ canh bán. Đối với VND thì nhìn chung là cũng đang khá là tích cực. Hiện tại thì đang có kháng cự 83, các anh chị, 83 ở đây. Và có một cái hỗ trợ ở đây là vùng 76.5, tức là không thủng 76.5, hoặc thậm chí là có thể đối với VND cho phép ở vùng 71.5 đến vùng 73.5. Đó là những cái biên kỹ thuật mà VND có thể quay trở lại tích nền. Không gãy vùng 71.5 thì cứ tiếp tục cầm, còn gãy 71.5 thì chúng ta sẽ nên chốt. Rồi sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu S đúng không, liên quan đến con S. Thì CTS ở trong tuần vừa qua, sau khi mà nó có điểm gọi là test bằng một mô hình V kép. Đấy, đây là mô hình V kép của ấy các anh chị này, đó, vòng lên đây. Và nó không gãy cái biên ở đây, cái biên cung ở đây này, tức là khoảng vùng 37.5, vùng 38. Lực cầu quay trở lại tương đối tốt trong phiên giao dịch của ngày thứ 5 à ngày thứ 4. Đây rồi, kháng cự đây rồi, vùng 47 đến khoảng vùng 48 ở đây, đấy là vùng những cái vùng kháng cự. Và bản thân trong phiên giao dịch của ngày thứ 6 thì CTS cũng đã thể hiện một cái sự đuối sức. Đấy, đuối sức ở vùng kháng cự đây, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta đang lưu tâm. Ở MBS sau một phiên tăng tốt thì MBS sẽ đi vào khoảng 2 đến 3 phiên chỉnh cung ở đây, và những cái điểm chỉnh cung thì các anh chị chúng ta sẽ đánh giá vùng 40 đến khoảng vùng 41. Đối với CTS có vùng hỗ trợ kỹ thuật 36 đến khoảng vùng 37. AS nhìn chung thì nó đánh cũng tương đối là khó chịu. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của AS ở đây đó là vùng 28.3 đến khoảng vùng 29. Nếu như không bị gãy vùng này thì có thể cầm thêm, còn nếu mà bị gãy thì chúng ta nên chốt bớt, bởi vì khi gãy vùng này thì xác suất là nó có thể đi lại về vùng 23 đến vùng 23 là 23.5 là rất cao. BVS, theo phân tích BVS. BVS cũng đã có một lực phục hồi tương đối tốt, và đây các anh chị, đây là vùng kháng cự này, vùng kháng cự của nó ở đây là quanh vùng 41.5. Thì sau một cái lực phục hồi khá là tốt như này thì BVS cũng sẽ đi vào những phiên chỉnh cung. Đây là một phiên thứ nhất. Thì phiên chỉnh cung của nó sẽ nằm ở khoảng biên 40 đến khoảng 41.5. Tuần tới thì sẽ quan sát thêm. Đối với BVS có vùng hỗ trợ kỹ thuật có phân tích ở đây là vùng 35 đến vùng 35.5. Trong tuần vừa qua thì nó đã vượt thoát được vùng 38 để đi lên. Ở khỏe thì nó sẽ nằm ở trên 40 cộng, và nó có thể quay trở lại công lại vùng kháng cự ở đây này. Khả năng đi để mà đi mắc lên ở vùng 45 thì khó, nhưng thông thường những cái nhịp hồi thì nó sẽ thấp ở điểm dưới, nó điểm mút này này, điểm mút này dòng sang đó, thì nôm na nó là có thể đó, các anh chị cứ thử để mà xem đó. Nó đi lên được đến cái vùng này, tức là vùng bao nhiêu đây nhỉ, khoảng quanh vùng 43 đó, thì nó sẽ lắc. ORS ở trong giai đoạn vừa qua thì nó cũng đang đi vào một cái sóng chỉnh tương đối là mạnh. Và ORS thì đã chính thức là trong tuần trước là nó đã đánh thủng vùng 25. Và nó chỉ còn duy nhất, nôm na là nó chỉ còn duy nhất một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 23.5. Thì rất may mắn là trong tuần vừa qua đây các anh chị này, nó test về vùng 24 và nó không thủng vùng 23.5 nên nó mới có được một cái lực kéo ở đây.
Tuy nhiên lực kéo này thì cái cầu cung cầu mà nó thấp như này thì nó không đi xa được, thường là như vậy. Tuần tới sẽ quay lại test ở vùng 26 sâu hơn, có thể trả cung lại vùng 25 và sẽ có thể đánh giá thêm về cái xu hướng kỹ thuật của em này ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư, bởi vì ngày thứ hai thì chúng ta sẽ vẫn đang nghỉ lễ Tết Dương. Đối với FTS ở trong thời điểm này thì chúng ta lưu tâm là FTS đã bị hai cây chốt tương đối mạnh ở đây, và thậm chí là ở cái vùng biên ở vùng 70-69 này là tạo lập đã ra một phần hàng tương đối lớn đó. Chính vậy nên là sau khi mà những cái phần hàng mà ra tương đối lớn như vậy rồi á, thì đây đang là những cái nhịp gì ạ? Nhịp phục hồi về mặt kỹ thuật, nên chúng ta lưu tâm. Thông thường những cái nhịp phục hồi kỹ thuật đó là nó sẽ không đi được xa, thường thường nó sẽ là như vậy. Thế thì sang tuần tới chúng ta sẽ tính toán thêm ở vùng 58 đến khoảng vùng 60, tức là nếu như 58 mà không bị thủng á, thì cái cơ hội để FTS có thể kéo lên vùng 65. 65 ở đây là còn, nhưng trong trường hợp nếu mà bị thủng ở cái vùng đây là vùng 58 á, thì khả năng chỉnh giảm của FTS là rất cao. Và trong trường hợp xấu, chúng ta lưu ý vùng 50 đến vùng 51.5, đây là vùng biên hỗ trợ kỹ thuật của FTS. Nếu bị phá thì đấy là cái tín hiệu cuối cùng bắt buộc chúng ta sẽ phải rời bỏ FTS, bởi vì sau khi mà nó mà bị phá vùng này thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đấy, đấy là một cái trend chỉnh kỹ thuật nó là kinh khủng. Đó. Và nhìn ở trên, nếu như chúng ta nhìn một cái view nó dài rộng ra thì FTS đang đang đi vào một cái downtrend. Đó. Thì cái downtrend này nó thể hiện như thế nào? Tức là có thể là nó về đây và nó hồi lại được lên đến nhá, nếu mà hồi khỏe lên được vùng 65. Sau đó nếu nó bị đạp mà xuất hiện một cái nến gãy ở đây thì đấy là một cái lực đạp chắc chắn sẽ rất mạnh ở đây, và bắt đầu nó đi vào một cái downtrend thì nó sẽ đi như này các anh chị, đó hồi lên. Xong đó nó lại thõng xuống này. Đó, cách đi là như vậy, tức là trên một cái downtrend đó không phải là nó cắm cắm đầu cắm cổ nó đi đâu. Đó, và nó sẽ đi theo cái mô hình này. Đó, thì nó sẽ ngược lại với một cái mô hình sóng tăng. Đây mô hình sóng tăng đây các anh chị, đó lên nhá. Rồi, bắt đầu nó chỉnh cung này. Chỉnh cung. Sau đó thì cái chen tăng thứ hai của nó, chen tăng thứ hai của nó là nó phá được cái đỉnh ở đây này. Đấy, nó phá được đây thì nó đi tiếp lên đây. Đó, còn trong cái trường hợp mà khi mà đi vào downtrend á thì cái điểm chỉnh cung thứ hai nó phá đáy trước. Đấy, nó phá đáy trước, tức là nó phá ở đây. Thì như vậy là nó sẽ xác nhận một cái downtrend ở đây, thì chúng ta như vậy là chúng ta không thể làm ăn được với FTS nữa. Đó, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà anh chị em lưu lưu ý. Đối với những cái nhà đầu tư mà nó kỳ cựu rồi á thì cái đó thì không cần nhắc nhiều. Nhưng trong thời gian vừa qua thì rất nhiều F0, rất nhiều những anh chị em mới tiếp cận đến thị trường chứng khoán, thì đấy là những cái kỹ thuật rất là căn bản và rất là quan trọng dành cho các anh chị. Với có hồi nhỉ, có hồi, nhưng mà nói chung là đây rồi, kháng cự của nó hiện hữu ở đây rồi, vùng 34 đến khoảng vùng 35 đó, thì anh chị em nào mà chúng ta có hàng thì như vậy chúng ta tạm ăn một cái nhịp hồi ngắn ngắn ở đây. Và VX thì có phân tích cho các anh chị rồi, vùng 28.5, vùng 30 đó là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Ok, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ dừng lại đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ phân tích tiếp một cái nhóm ngành cũng rất là cơ bản và rất là quan trọng trong trong thời gian vừa qua, và có thể nói rằng là nhóm ngành này đã mang lại một siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư, phải nói là như vậy, siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Có những mã cổ phiếu mà nó tăng, TLH chẳng hạn, từ một mã cổ phiếu penny chỉ có khoảng giá 3-4 và nó đã tăng lên tận 20 mấy nghìn đồng một cổ phiếu, thì đấy là một gọi là một cái trend tăng khủng hoảng. Và thông thường một cái sự vận động của một cái nhóm ngành nào đó, hoặc của một cái mã cổ phiếu nào đó, thì sau một cái trend tăng kỹ thuật dài hạn đó thì cổ phiếu sẽ bắt đầu chỉnh cung kỹ thuật. Và trong cái quá trình chỉnh cung đó thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta đánh giá thêm cái mặt về mặt xu hướng của cổ phiếu. Và đối với nhóm thép thì trong giai đoạn vừa qua thì nhóm thép đã chỉnh tương đối là mạnh. Điển hình như chúng ta có thể
nói rằng là cổ phiếu Hòa Phát nó đã đạt đỉnh khoảng vùng 58 và bây giờ nó đang giao dịch ở quanh 45. Như vậy là cổ phiếu đã mất khoảng 10 13.000 đồng trên một cổ phiếu. Và ông thử tính ra xem là 13 mà chúng ta chia cho 58. Tức là cổ phiếu này cũng đã mất 22% giá trị rồi, đúng không ạ? Nếu như chúng ta đầu tư 1 tỷ là chúng ta đã mất 25 triệu rồi. Đó, như vậy là một cái mức chỉnh giảm tương đối lớn. Và sau một cái chu trình phải nói là nó tăng quá tốt đi các anh chị, đúng không ạ? Từ năm 2020. Đó, năm 2020 ở đây đi, cũng cho ở đây đi và đến 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 thời điểm hiện tại nó tăng từ đâu đó khoảng vùng 15 mà lên đến khoảng vùng 58 các anh chị, nó tăng quá tốt đi rồi, nó không còn cái gì tốt hơn nữa, đúng không ạ? Vậy thì sau một cái nhịp nó tăng tốt như vậy thì nó đang có nhịp chỉnh, và nhịp chỉnh này thì chúng ta sẽ lấy cái gì các anh chị? Chúng ta sẽ lấy cái vùng gần nhất của nó ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đó. Đây là điểm hỗ trợ, còn đây là điểm kháng cự. Đây là kháng cự các anh chị, thì chúng ta gióng sang bên này, tức là vùng 55 đến khoảng vùng 56 đây, đây là vùng kháng cự. Đó. Vậy thì bây giờ nó về đến vùng này rồi thì liệu rằng nó có một cái trend kỹ thuật bật ở đây giống như nhịp ở bên này hay không á, thì đây đang là những cái điểm mà nó cho chúng ta nhận diện thêm về mặt xu hướng, nó nhận nhận diện thêm về mặt xu hướng anh chị. Và đối với Hòa Phát ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là nó đang có dấu hiệu là khả năng cao là Hòa Phát sẽ không bị thủng ở vùng 44 đâu. Đó, nhìn cái cách đi như thế này của tạo lập là nó sẽ đi lập là lập lờ ở đây và nó sẽ đi ngang ở trong một cái biên hẹp đó, và sau một cái biên biên hẹp như này rồi á thì nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật căn bản để giúp cho Hồng Lê và các anh chị chúng ta sẽ đánh giá ở đây. Vậy thì tiếp cận đến nhóm thép thì cũng có nói rồi, đó là chúng ta tiếp cận từ từ, vừa mua vừa thăm dò để xem thử là ông có tạo đáy ở đây không, hay là ông ấy đi lập lờ đây và ông ấy đánh thủng ở đây, hoàn toàn có thể là như vậy. Nhưng đến với tín hiệu này thì cũng đang nhìn thấy là đây các anh chị này, ấy nó xuống này, xong nó lên đấy, nó hồi này, rồi nó lại đạp xuống này, rồi nó hồi này, rồi nó lại đạp xuống đó. Vậy thì đối với Hòa Phát ở đây chúng ta lưu ý ở vùng 40 45, ở vùng 45 46 khả năng cổ phiếu này sẽ tích lũy nền thêm, chờ cung cầu quay trở lại ổn định. Đối với Hòa Phát thì nó phải giao dịch khoảng tầm trên 25 triệu cổ phiếu, nói chung là như vậy, nó phải tầm như vậy rồi. Và sau đó thì cổ phiếu này cần phải đánh vượt thoát đó, nó phải đánh vượt thoát ở đây này đấy, nó phải vượt thoát lại vùng 48 thì khi đó mới xác nhận rằng là Hòa Phát hồi phục và bắt đầu một cái trend trend hồi giống như bên này. Còn trong trường hợp nếu như nó vẫn đang đi lừng khừng đi ngang ở quanh biên 45 46 này thì nó đang là một biên tích lũy, và sau một biên tích lũy đó thì nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật căn bản để giúp cho chúng ta nhận diện về mặt xu hướng. Ok anh chị. Đối với Hoa Sen hiện tại cũng đang nhìn thấy cũng tốt rồi. Đấy, Hoa Sen là tốt hơn này này, Hoa Sen là các anh chị có thể canh gom rồi. Thì đối với Hoa Sen chúng ta phân tích khá kỹ ở vùng chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 34 đến vùng 35. Tín hiệu tích cực của Hoa Sen ở trong tuần vừa qua đó chính là Hoa Sen đã bay lại được vùng 36.3. 36.3 đây. Đó là mấu chốt vấn đề để giúp cho chúng ta có thêm một cái tín hiệu khởi sắc hơn về Hoa Sen. Như vậy với tín hiệu này thì có thể sang tuần tới kỳ vọng là Hoa Sen sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 38 rồi nó lại nhả cung một nhát nữa. Và cái điểm nhả cung này thì nó phải bắt buộc là nó không được phép thủng cái vùng 36.3 đây thì như vậy là rất là đẹp rồi. Và lực cung cầu quay trở lại và chém vượt thoát Hoa Sen, vượt thoát ở đây là vượt thoát vùng 38.5 với một cái lực cầu nó cũng phải đạt được tương đối khoảng khoảng trên 13 triệu cổ phiếu. Khoảng trên 13 triệu cổ phiếu thì khi đó chúng ta bắt đầu đánh giá một cái, tức là nó xuất hiện một cái xác nhận một cái xu hướng là Hoa Sen hồi phục, và cái điểm chém ở vùng 38.5 các anh chị có thể mở mua full đối với cổ phiếu Hoa Sen. Cổ phiếu NKG cũng đang có những cái tín hiệu về mặt kỹ thuật tích cực rồi các anh chị, tích cực rồi. Cái điểm tích cực của nó được xác nhận đó là Nam Kim không bị thủng vùng phân tích kỹ thuật ở đây, đó là vùng 35 đến khoảng vùng 36. Cái này phân tích rồi. Đây chúng ta đã vẽ đây rồi.
Đây, zoom to chỗ này lên một tí. Và trong tuần vừa qua thì tín hiệu của NKG thì nó chưa được thực sự xuất sắc như của thằng Nam Kim, nhưng nó chưa của thằng Hoa Sen, nhưng nó cũng đang có những cái tín hiệu có thể tạm gọi là đây đang là những cái tín hiệu khởi sắc. Thì sang tuần tới nếu như cổ phiếu này khỏe và đánh đúng ý đồ thì nó chỉ trả lại một nửa đây thôi. Tức là nó sẽ trả lại khoảng quanh vùng 37.5 nhé. Đó, đó. Quanh quanh ở đây. Rồi sau đó nó kéo vượt thoát và nó chém đấy, nó chém cái vùng ở đây này. Đó, ta cứ phải bình tĩnh. Đấy. Thì nó chém được cái vùng ở trên này, đây vùng này đâu đó khoảng biên khoảng 42.5. Đó, biên 42.5. Khi nó chém được khoảng vùng 42.5 với lực cầu, đó, với lực cầu nó cũng phải đạt được nó tương 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 đối một tí. Tức là lực cầu nó bắt đầu nó quay lại giao dịch ổn định ở khoảng tầm trung bình khoảng tầm trên 8 triệu cổ phiếu, tức là nó gấp đôi cái lực cầu hiện tại, thì đấy là những cái thời điểm mà xác nhận cái gì các anh chị, xác nhận Nam Kim phục hồi, nhóm thép phục hồi và chúng ta hoàn toàn có thể giải ngân để chiến đấu. Rồi, mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu TVN. Thì đối với em TVN đây chỉnh cung đúng không anh chị, cung thì nó chỉnh về đâu 15.5 đến vùng 16 phân tích rồi trong tuần vừa qua này, nó liên tục nó chém ở biên trên đó, nó chém ở biên trên ở vùng 16. Ở phiên kết tuần cũng là được đánh giá là khởi sắc, nhưng mà sau phiên kết tuần này khởi sắc rồi thì nó cũng phải cần có những cái yếu tố về mặt kỹ thuật đấy, ít nhất là cũng phải đạt được một cái lực cầu nó tương tương một tí, khoảng quanh quanh trên 2,5 triệu đến khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu một phiên. Tuần tới nó đẹp đây này, phiên này nó cũng kéo nhé các anh chị, nhưng nó test lại thì nó bị gọi là test không thực sự là thành công đó. Tuần này mà kéo thì kéo lên được đến tầm đâu ta? Đây. Kéo lên quanh vùng 17.5. Đó, kéo lên trên 17.5 xong nó trả lại ở quanh vùng 17 không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại và đánh vượt thoát lại vùng 17.5 thì đây là một kịch bản rất là đẹp của nhóm thép. Đó, anh chị lưu ý. Rồi TLH chúng ta xem TLH nào. Rồi, TLH thì đây nó vẫn đang chỉnh cung. Lực cầu thì nó chưa thực sự là khởi sắc 19 đến khoảng vùng 20. Và nhịp này thì cũng sẽ đánh giá ở quanh vùng 19.5, đó là về mặt biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu TLH. Nhìn chung là không thủng cái vùng 19.5 này thì các anh chị có thể cứ túc tắc gom gom một ít ở vùng này này, khoảng 30 đến 40% vị thế. Xong đó chúng ta chờ một cái lực cầu nó đánh đánh mạnh mẽ, ví dụ đánh thủng, nó đánh quay trở lại. Đánh thủng cái vùng 20 mấy đây này, 21. 21 ở đây thì anh chị có thể giải ngân thêm. Ở trong nhịp này thì chúng ta lưu ý vùng kháng cự 23 đến khoảng vùng 24. Nói chung là TLH thì trong nhịp này nó cũng chỉ mớm mớm má má ở đây thôi. Đó. Vậy thì thời điểm hiện tại thì chúng ta đánh giá rằng là nhóm thép cũng đang đứng trước ở những cái gọi là ngưỡng kỹ thuật tương đối là ổn. Tương đối là ổn và có thể giải ngân thêm. Bây giờ thì sẽ đi phân tích thêm một số các cái nhóm ngành cơ bản để các anh chị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nói về thị trường chung. Còn những cái mã ngành nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể đặt câu hỏi, ông Lê sẽ trả lời. Nhóm bất động sản khu công nghiệp thì đối với IDC, như vậy là IDC là chúng ta đã có phân tích một cái hành trình tương đối là dài và target hiện tại là đạt được đến khoảng vùng 93.5. Ở nhịp này thì các anh chị lưu ý những tài khoản đang cầm IDC lưu ý trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bị phá 70 và sau đó nó có một cái tín hiệu xác nhận không lấy được 70 thì đấy là một tín hiệu mà có thể xác nhận rằng IDC nó sẽ hết sóng. SSC thì chúng ta lưu ý đến vùng kháng cự 70 ở đây. Đấy các anh chị, đây này nó lên nó không 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 bứt được, nó không bứt được cái vùng 70 ở đây thì nó đang có những điểm chỉnh quay trở lại đây. Ở góc độ kỹ thuật nó có vùng hỗ trợ 63.5 đến khoảng vùng 65, điểm sâu hơn thì có thể có những điểm quay về test cung ở quanh vùng 62. Thủng vùng 62 thì nên hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống. VGC như vậy là trong một cái hành trình chúng ta phân tích sóng lên thì nó đạt được cái vùng kháng cự mắc ở đây là vùng 62.
hướng lên vùng 70, nhưng vùng 70 này là bị thất bại rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó lên được 70 thì nó phải có một cái vùng ở đây, đó là vùng 58.5. Thì nó giống như một cái cây ấy, nó muốn đi lên thì nó phải có gốc, đúng không các chị? Phải có rễ, và đây chính là những cái gốc rễ để giúp cho VGC có thể đánh tiếp. Và khi mà cái gốc rễ này nó bị phá, bị chặt, nó bị đốn hạ đi rồi thì cái câu chuyện là nó không thể đi tiếp được, đó là điều đương nhiên. Thì trong một cái phân tích kỹ thuật, bao giờ ông Lê cũng khi đạt được target bao giờ cũng có phân tích một cái ngưỡng đó, và cái ngưỡng đó là cái ngưỡng để đảm bảo rằng cổ phiếu đi tiếp, chứ còn nếu khi nó bị phá cái ngưỡng đó rồi thì cái xác suất đi tiếp của nó là không còn. Thì trong tuần trước thì cũng đã có phân tích khá là kỹ cái ý đồ của cổ phiếu này rồi đúng không ạ? Bởi vì đây là cái phiên cái tuần này, phiên thứ sáu tuần vừa rồi này. Nhìn về mặt ý đồ thì nó chạm lại vùng kháng cự 55 thì nó lại quay lại chỉnh thôi. Nhìn như thế này thì lực cung cầu nó không có thì nó lại chỉnh thôi, và biên hỗ trợ kỹ thuật của nhịp này đó là vùng 50 đến vùng 51. Không thủng vùng 50 51 thì cơ hội nó sẽ có những cái cơ hội để nó nhào 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 bull, tức là bull tăng trở lại đây. Nhưng trong trường hợp nếu thủng thủng vùng 50 thì lại đây các anh chị này, 45 đến 46.5. Đấy, nguyên lý vận động như vậy thôi. Bộ ba cổ phiếu của Bắc Tâm gồm có cổ phiếu KBC, thì đối với KBC tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang tương đối là ổn, chưa có nhiều các cái vấn đề gọi là phá trend đó. Và đối với cổ phiếu này thì chúng ta đã phân tích được một cái target ở vùng 60 và đang hướng nó lên vùng 65. Thì trên góc độ kỹ thuật để lên được vùng 65 thì lưu ý đó là vùng 58.5 không được không không bị phá vỡ. Ở trong tuần thì nó có hai cây nến chạm về vùng 58.5 nhưng nó đều là cây tạm gọi là cây nến búa hoặc là cây doji cũng được, cái này thì không được xếp doji nhưng mà gọi là nến búa. Nhưng nến búa ngược, tức là cái râu nến nó nằm ở dưới này thì đấy là nó là cơ bản tốt. Nến búa này là xấu này. Đó. À không phải, cái nến búa này cũng là tích cực này chứ không phải xấu. Nến này là xấu này, nến hammer đỏ đặc. Thì tuần tới chúng ta sẽ quan sát thêm. Trong trường hợp không thủng 58.5 thì cứ cầm, còn thủng thì ta bán. Rõ ràng như vậy, không có gì phải lan tan cả. Đối với ETA trong nhịp này, chúng ta cũng đã phân tích một cái trend kỹ thuật tương đối dài. Target đạt được 17, hướng lên vùng 20, nhưng vùng 20 này chưa đạt được các anh chị, chỉ mới đi được đến là vùng 18.7 thôi là nó bị đạp. Thì trong nhịp đạp này thì nó sẽ có một cái yếu tố kỹ thuật như sau. Thứ nhất đó là biên 16.5 biên 17. Trong tuần thì nó chưa bị phá cái biên 16.5 ở đây thì vẫn được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên có một điều đáng lưu tâm. Dòng tiền cắm đầu như thế này thì cổ phiếu nó chỉ tích lũy đi ngang hoặc là chỉ giảm. Thứ hai là đường mác. Các anh chị lưu ý là khi mà cái đường mác mà nó cắm đầu đi xuống như này, đấy là một cái tín hiệu mà cổ phiếu thể hiện cái sự suy yếu, nó thể hiện cái sự suy yếu. Đấy, đây là một cái trend mà đường mác đi lên, đó, trong một cái trend này, đó đường mác đi lên. Đó, còn trong một cái trend này thì đường mác đang cắm đầu đi xuống thì đấy là một cái tín hiệu nó ghi nhận cái sức chiến đấu của cổ phiếu nó đã bị suy yếu đi rất là nhiều. Chính vì vậy nên tuần tới thì chúng ta sẽ lưu tâm thêm vùng 16.5 và xin lỗi cả nhà, 15.6 và 15. Có thể là nó sẽ hình thành một cái điểm test đáy lần hai. Đây nó lên thế này, nó quay lại đây, nó test, và sau cái điểm test này chúng ta sẽ đánh giá thêm cái lực phục hồi kỹ thuật của nó ở đây. Nếu nó khỏe và nó tốt thì các anh chị em chúng ta có thể giải ngân thêm một phần đây. Còn trong trường hợp nếu như mà nó không 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 bật lại được á thì chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra. Và một cái dấu hiệu để chúng ta bán cổ phiếu ra đó là khi mà cổ phiếu này bị gãy vùng 15 thì chúng ta phải bán thôi. Bởi vì khi mà cái tín hiệu này xảy ra thì chắc chắn rằng là ETA sẽ bị đảo. Đó, không không có cách nào mà để chúng ta chống lại được cái xu hướng của cổ phiếu này đâu. Đó. Nhưng trong trường hợp ngược lại là khi mà cái vùng 16 15 6 đây và thậm chí là cổ phiếu có thể quay lại vùng 17 thì chắc chắn cổ phiếu sẽ hồi. Đó. Cổ phiếu SGT chơi game này đi các anh chị, Hùng cũng đang chơi game này. Hỗ trợ kỹ thuật của SGT đây rồi, 26.5 27.5 nhịp cũ phân tích rồi, nhịp này gom ít rồi. Nhịp tới này cổ phiếu này đánh hơi phũ. Thực ra đối với góc độ là từ gom từ vùng 26 26.5 27 đây, thậm chí là vùng 30 đi, mà đánh được lên có vùng 37 thì mà đạp luôn thì nó hơi hơi ngắn. Thực ra đánh thế thì đánh cũng sướng.
Ít nhất là cũng phải nhịp này này, nó cũng phải đi được từ vùng 17 lên đến tận vùng 34. Đấy, chứ còn lại đây 17 lên vùng 34, nhịp này đi được tí tẹo đã đạp này, không 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 không, không vui lắm. Game của nó là nó tăng vốn điều lệ và phát hành, hình như phát hành mệnh, phát hành 1-1, chia 1-1 và giá 10. Thì thôi cứ chờ đến cái ngày chia thôi, còn bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục phân tích một cái trang kỹ thuật của nó. Có hai điểm mà đã có phân tích rồi, vùng 34 đến vùng 35 là điểm chỉnh thứ nhất, và trong tuần vừa qua thì nó đã chỉnh lại. Đây là vùng kháng cự này, 32 là kháng cự, thì bây giờ nó lại quay trở lại thành cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và tuần vừa qua thì nó đã không bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ đây và có một cây đánh tím. Cây đánh tím này thì kỳ vọng là tuần tới sẽ quay lại vùng 37.5, khả năng xác suất cao sẽ quay lại được ở đây. Rồi nhóm ngành cao su chúng ta có PHR. Thì PHR đã lưu tâm cho các anh chị ở vùng 75 ở đây, có thể là vùng kháng cự, canh chốt bớt. Ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của nó ở đây ở vùng 70 đến vùng 71. Khả năng thì nó sẽ đi 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 ngang ở trong cái biên này. Không gãy ở biên này thì nó sẽ quay lại bật lên, quay lại vùng 75, nhưng mà gãy ở biên này thì nó lại đây các anh chị, gãy ở đây thì nó lại có quay lại về vùng 65 đến khoảng vùng 66.5. Tuần tới thì chú ý quan sát ở biên này 70 đến biên 71. DPR nhìn chung thì nó cũng đang quay lại test cung ở vùng 70. Cái lực lực đi của nó đang 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 hơi kém. Mà chúng ta nhìn ở trên trang kỹ thuật tuần này, trên trang kỹ thuật tuần thì chỉ còn cái điểm 70 thôi. Trong trường hợp mà gãy 70 thì đấy là một tín hiệu xấu của DPR, các anh chị lưu ý. Cao su GVR thì GVR cũng đã phân tích rồi, những cái vùng kháng cự 39, 40, 41 ở đây có hàng để canh mà chốt, ư như rằng là cái tuần vừa qua nó đạp cho tới bời luôn. Với lực đạp như thế này á, thì nó lại quay về thôi, nó lại quay về đây này, nó lại quay về đây, khả năng tuần tới sẽ có ở trong biên 35.5 vùng 36. Rồi về đến cái vùng này thì chúng ta lại đánh giá những cái tín hiệu kỹ thuật phục hồi ở đây để chúng ta có thể canh gom lại ở đây. Đó thì bây giờ nó đánh ở trong một cái chen ngắn như vậy thôi, chứ chúng ta cầm dài thì cũng chưa có cơ hội, bởi vì là lực đánh như này không không cầm dài được. Ở DRI có phân tích một cái ý đồ tạo lập ở đây rồi, vùng 18 kháng cự này, vùng hỗ trợ của nó ở đây này, biên 15.5 đến biên 16. DRI có một phiên kéo tương đối mạnh thủng vùng 18, nhưng mà sau đó thì ba cây nó lại trả lại về nền. Đó, nên là những cái phiên mà chúng ta đua xanh sẽ là những cái phiên mà rất là bất lợi. Nên chờ những cái phiên trả cung kỹ thuật ở sau đó. Và cổ phiếu thông thường sau những cái phiên kéo mạnh thì nó sẽ có khoảng 2 đến 3 phiên trả cung. Các anh chị cứ 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 thử tìm trong dữ liệu lịch sử mà xem. Đó, vậy thì đấy là những cái phiên trả cung, đấy là những cái phiên mà chúng ta sẽ canh gom, chứ chúng ta không đua xanh ở những cái phiên mà cổ phiếu kéo bull mạnh lên như này, bull trap. VHG một mã cổ phiếu penny, và trong tuần vừa qua thì nó đã chính thức hoàn thành cái chặng đường một cái chặng đường tương đối dài các anh chị nhỉ. Đối với VGI là từ cái vùng khoảng 3 đến vùng 3.5 và đến bây giờ nó đã lên đến về 10 thì nó cũng tương đối là dài. Thực ra đối với các cái mã cổ phiếu penny các anh chị thì nó khi mà nó chạy thì cũng không biết được đường nào cả, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cổ phiếu hút thì có ai nghĩ rằng là hút chạy từ 4 lên đến tận vùng 20 đâu, đúng không anh chị? Đó, bây giờ 20.8 và hiện tại thì với cái cách đi của hút như này thì hút chưa dừng lại, hút vẫn tiếp tục đánh, nhìn cái cách đi này thì hút vẫn tiếp tục đánh. Đó, sau một cái nền tảng tích lũy của nó đây này, 18 đến khoảng vùng 18.5 mà không gãy, mà lực cầu tiếp tục đánh kiểu này thì hút sẽ tiếp tục đánh. Thì VHG đã chính thức chạm 10, tức là đã hoàn thành một cái trang kỹ thuật tương đối là tuyệt vời. Thì sau khi mà nó hoàn thành rồi thì nó sẽ có ở vùng chỉnh cung ở đây khoảng vùng 9 đến khoảng vùng 9.3. Đó, 9 đến 9.3 ở đây thì cổ phiếu nó sẽ quay lại chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Trước khi mà nó hình thành xu hướng để đi tiếp được lên công lại vùng 10 để đi lên target 12 thì cái vùng 9 không được gãy. Chứ còn nếu mà 9 gãy thì chắc chắn là sẽ đi về đây rồi, 76.8, không có lý do gì cả. 9 gãy thì chắc chắn đi về đây. Đó, thì khi đi về đây rồi thì chúng ta lại cần thêm thời gian để chúng ta đánh giá. Còn trong ngắn hạn,
đẹp nhất sẽ là giữ lại ở trên vùng 9 cộng và vùng 9 đến vùng 9.3, đó là vùng tích lũy hợp lý nhất của VIG, của VHG. Rồi bây giờ mình sẽ điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu penny. Thì penny cũng là một cái nét văn hóa. Đó, nó nôm na nó là như vậy. Tức là chúng ta có cổ phiếu đầu tư, có cổ phiếu đầu cơ, có cổ phiếu mệnh hóa lớn, có cổ phiếu mệnh giá bé, rồi có những cổ phiếu mang không có tính chất cơ bản, nhưng mà nếu như chúng ta phân tích được đúng cái trend kỹ thuật của nó, phân tích được đúng cái thời điểm lên thuyền thì các cái mã cổ phiếu đầu cơ cũng là những cái mã cổ phiếu rất là hay. Tất nhiên để mà đánh được mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta cần phải có một cái phân bổ quản lý tài khoản rất là hợp lý, an toàn. Chúng ta không được phép dồn hết tất cả tiền để chúng ta đánh mã cổ phiếu đầu cơ, như vậy là chúng ta chơi bạc, tức là chơi một canh bạc đó. Còn nếu như chúng ta phân bổ ra, ví dụ chúng ta tổng tài khoản chúng ta có 1 tỷ và chúng ta dành khoảng 20% cho cổ phiếu đầu cơ, tức là khoảng tầm 25 triệu, và trong 25 triệu đó thì chúng ta lại phân bổ ra khoảng 2, 3, 4 mã cổ phiếu đầu cơ đó, như vậy thì chúng ta sẽ chia cái sự rủi ro ra nhiều các cái mã cổ phiếu, như vậy thì sẽ rất là an toàn. Ở KSQ nhìn chung thì cổ phiếu này vẫn đang gặp khó ở vùng 10 đây các anh chị, 10 đến khoảng vùng 10.5. Ở nhìn chung thì trong tuần vừa qua cổ phiếu này đã công lại 10 nhưng mà công không thành. Công không thành thì lại quay lại đây thôi. Đây nền hỗ trợ kỹ thuật của nó đây. Khả năng sẽ quay lại về vùng 8.7. PVL hiện tại thì đang đi theo một cái dao động tắt dần, và tiếp tục đánh giá cái mức độ dao động của PVL ở quanh vùng 15 đến khoảng vùng 16. Điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trong nhịp này của PVL vẫn là vùng 14. Trong trường hợp thủng 14 thì PVL chúng ta cần phải chốt. Đối với em Ha, tức là Ha đã đạt được những cái target cực kỳ tuyệt vời 13.5, lên đến target 15 và hướng về target 16.3, và trong tuần vừa qua thì đi được đến 10 mấy đấy này, thì nó đã bị đổ, và với lực đổ này thì đương nhiên rồi nó sẽ quay lại đây. Cái máng này thì ta kéo ra đi tí được không anh chị đó, và tuần tới sẽ ở khoảng vùng 13. Trong trường hợp cổ phiếu này không thủng vùng 13 thì cái cơ hội bật là còn, nhưng thủng vùng 13 thì hết sóng. Thủng 13 thì có thể xác nhận gần như là nó hết cái nhịp sóng này rồi. Và nó sẽ đi về chỉnh cung ở những cái vùng sâu hơn, các anh chị lưu ý giúp Hùng. QVS đã hoàn thành một cái trend kỹ thuật có thể nói cũng là tuyệt vời. Đúng không? Lần lượt chém các cái vùng kháng cự 7.3, xong chém 8 và lên được đến 9 cộng. Và tuần vừa qua thì sau khi lên được 9 cộng thì nó chốt. Nó chốt thì chúng ta lại kéo con này ra. Thì trong tuần tới các anh chị sẽ quan sát của nó ở quanh vùng 8 đến khoảng vùng 7.7, khả năng là như vậy. Rồi ok. QBS có thể quay về chỉnh cung ở đây. Nếu trong trường hợp không thủng vùng 7.7 thì chúng ta có thể cầm nắm tiếp, còn thủng 7.7 thì như vậy là cũng có thể xác nhận rằng QBS hết một cái nhịp tăng ở đây. Bởi vì xu hướng khi mà thủng 7.7 rồi thì đây rồi, vùng 6.3 đến 6.5 chắc chắn sẽ có. Đó, câu chuyện là như vậy. Rồi bộ tứ KSH ở trong một cái câu chuyện về quản trị rủi ro thì chúng ta đã có nói rồi. KSH ở trong một cái nhịp mà phân tích sóng lên ở đây cũng đã tăng rất là mạnh rồi, nhưng mà sau đó thì nó bị hai cây sàn, đến cây sàn thứ ba thì nó ép cung xong thì đã có một cái lực giao dịch khoảng tầm trên 15 triệu cổ phiếu là hút hết cái lực sàn ở đây, và phiên ngày thứ 6 vừa qua là một phiên được đánh giá là tích cực. Khi mà cây nến xanh này nó đã ôm trọn được cái cây nến gọi là cây nến đánh nháp. Đây là cây nến đánh nháp. Rồi cây nến xanh này ôm trọn được như này. Lực cầu đã bắt đầu quay trở lại khoảng tầm trên 8 triệu cổ phiếu, như vậy là ok rồi. Và Hùng đã quyết định là khuyến nghị anh em là bắt đầu nhặt thêm ở vùng này để chúng ta làm gì, chúng ta chém cá. Chém cá được, kỳ vọng nó quay về khoảng vùng 6. Kháng cự 6 đây. Quay về 6 thì chúng ta sẽ chốt được bớt cái phần mà chúng ta mua chém cá ở dưới này. Đó, chúng ta chốt bớt cái phần mua ở đây. Rồi sau đó nếu trong trường hợp hồi lên vùng 7, chúng ta tiếp tục chốt và lên được 7.5 thì đương nhiên là lãi rồi, không thể lỗ được, bởi vì trong nhịp này thì vùng 7.5 là đang là vùng target mục tiêu mà. Và lên được 7.5 rồi thì tuyệt vời rồi, chúng ta
coi như là trút được cái gánh nặng và thậm chí là còn còn có lãi. CDO cũng đã tăng khá là tốt trong tuần vừa qua. Nó đã có một cái nền đánh tương đối có ý đồ, break vùng 8.5. Hiện tại thì nó đang có hai cây trả cung thì như vậy thì nó có thể quay lại về vùng 8, thậm chí biên sâu hơn, ở đây là biên chạm 7.6 đến khoảng vùng 8. Sẽ có thêm cái sự đánh giá của cổ phiếu này ở đây. Trong trường hợp mà lực cầu quay trở lại giá tăng thì chúng ta sẽ gom tiếp. FIT là một mã, FID là mã cổ phiếu cuối cùng trong hệ 4 mã cổ phiếu mà chúng ta có phân tích đánh giá trong nhóm đầu cơ. Thì đối với FIT là trong tuần vừa qua nó cũng đã đạt được đến cái target 10.3, 10.3 đây, và nó có cả một tuần để chỉnh cung, và với lực chỉnh như thế này, với lực chỉnh như này là tương đối là mạnh các anh chị. Nhìn thế thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy như thế này là nó có cái độ nóng của nó rồi, cái độ nóng của nó rồi. Nên tuần tới tập trung quan sát ở quanh vùng 9. Trong trường hợp nếu như mà FID bị chốt thủng 9 thì chúng ta chốt bớt đây, để chúng ta gặp ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở dưới này chúng ta có thể canh gom thêm. HSL nhìn trang kỹ thuật thì bây giờ đang tương đối là đẹp. Đây là một cái đỉnh ở đây thì cũng đang kỳ vọng một cái đỉnh đây. Nếu như cái đỉnh này mà nó bứt thoát được qua và nó chém lại được vùng 10.5 thì như vậy là nó sẽ mở trang kỹ thuật ở bên này. Trong ngắn hạn thì HSL có vùng 9.6, đây là vùng mà sẽ quan sát thêm về mặt ý đồ. HQC cũng đã hoàn thành một cái trang kỹ thuật tương đối đẹp ở trong tuần giao dịch vừa qua, suýt soát chạm 10. Hiện tại thì HQC cũng đang bị ba cây chốt, ba cây chốt này là ép tương đối là mạnh như này. Và với việc ép cung mạnh như này thì chúng ta sẽ lưu tâm đến vùng 8.5. Trong trường hợp nếu như HQC bị bẻ gãy vùng 8.5, chúng ta chốt, chắc chắn chốt, và Hùng Lê cũng sẽ mang hàng nào cũng chốt, chứ không có một cái câu chuyện là chúng ta sẽ nắm giữ cổ phiếu một cách gọi là gì nhỉ, gọi là si mê trong đó, tức là không 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 có định hướng ấy, gọi là nắm theo kiểu gọi là cứ hy vọng, nhưng hy vọng làm sao được khi mà cổ phiếu đã bị phá các cái ngưỡng hỗ trợ về mặt kỹ thuật rồi. HSS cũng đã đạt được một cái target kỹ thuật 12 trên 12 và dự chỉnh ở quanh vùng 11.5, và vùng 11.5 chính thức bị phá. Thì sang tuần tới nó chỉ còn một cái ngưỡng duy nhất nữa thôi, đó là vùng 10.5 đến vùng 11. Trong trường hợp nếu như bị phá vùng 10.5, có hàng mang hàng ra mà bán các anh chị, đừng ôm nữa, bởi vì ôm mà khi mà nó đã đạp thủng vùng 10.5 mà chúng ta ôm mà chúng ta chỉ có thiệt thân thôi. VTV, bài hát tôi yêu, như vậy là VTV cũng chạm được gần vùng kháng cự, à đâu, đúng rồi, chạm kháng cự 10.5. Trong tuần vừa qua thì cái điểm tích lũy của VTV như này không đạt, không đạt rồi. Chính vì không đạt nên là xác suất cao là VTV lại quay lại đây này, lừng khừng, khả năng là lừng khừng ở khoảng vùng 9.9.2. Rồi về đến vùng này rồi, 9.2, vùng 9 ở đây, biết đâu được là bên này chúng ta sẽ đánh giá thêm để chúng ta xem thử là nó có một cái điểm hồi bên này không. Và tạm thời thì VTV cũng đang đánh như vậy, là ghi nhận với nhau đó, chúng ta đánh ở trong một cái biên hình sin khá là hẹp. TLD thì chú ý kháng cự 14, hỗ trợ kỹ thuật của nó ở vùng 12. TNI thì đã có một cái lực bắt ở đây, đúng không? Và đủ T cộng 3. Về đến T3 thì TNI bị chốt rồi, và với lực chốt như này thì chắc chắn là chúng ta lại phải hứng lại TNI ở đâu? Ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.5. Cổ phiếu ILA. ILA trong tuần thì ILA cũng đã thoát được cái ngưỡng 11.5, tức là gọi là cái ngưỡng tâm lý, hoặc là cái gọi là cái ngưỡng giữa ranh giới giữa cổ phiếu hồi phục và cổ phiếu bị đạp mạnh, thì ILA là đang giữ lại ở đây. Và đây đang là một cái lực phục hồi T cộng, phục hồi T cộng, và các anh chị lưu ý ở vùng 3.5 đến vùng 14, nếu cổ phiếu hồi được về đến đây thì canh để mà chốt. AMD như vậy là AMD cũng đã hoàn thành được cái target kỹ thuật về mặt kỹ thuật của nó ở đây là vùng 8.8. Hiện tại thì AMD đang chỉnh cung, thì cái điểm chỉnh cung này có thể quay trở lại chính là cái điểm thứ nhất, đó là nó sẽ chỉnh về quanh vùng 8.2 này. Đấy, 8.2 mà không gãy thì cơ hội bật
là còn, nhưng đến thời điểm hiện tại nhìn cái lực chốt như thế này thì xác suất cao là vùng 8.2 sẽ không giữ được ở trong tuần mới mà nó sẽ đi về khoảng vùng 7.7. Đường MACD đang bị xấu này. Nên anh chị có thể canh chốt bớt, có thể chốt bớt AMD. FTM trong tuần vừa qua thì lực đánh cũng cực kỳ là sắc nét, và FTM cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của nó ở đây, đó là vùng 8 trên 8. Phiên kết tuần thì nó đang đóng ở vùng 8.05. Trên góc độ kỹ thuật thì FTM hoàn toàn có thể quay lại chỉnh cung, và nó sẽ lấp lại một phần của cái gap tăng khá là mạnh ở trước này, tức là ở quanh vùng 7.6. Nói chung thủng vùng 8 thì các anh chị chúng ta cũng nên canh chốt bớt đó, để về khi cổ phiếu về đến những cái vùng hỗ trợ 7.5, 7.6 ở đây, hoặc thậm chí là có thể là vùng 7 thì chúng ta lại canh, thì chúng ta gom lại thêm. JVC đặt khá nhiều cái kỳ vọng lên mã cổ phiếu này trong một cái nhịp chỉnh cung ở trước này thì cũng phân tích rồi, và kể cả trong tuần vừa qua thì chúng ta có đánh giá vùng 9.3, một cây chạm 9.3 và sau đó thì nó đang đánh vượt thoát lại được cái biên ở đây là biên 10 cộng. Thì JVC nó chỉ cần một cái lực đánh nhẹ thôi và đánh được thoát được khoảng vùng 10 10.8 đến khoảng vùng 11 ở đây, thì đấy là một cái tín hiệu để xác nhận JVC tiếp tục đánh, và chúng ta có thể cân thêm hàng khi gặp cái dấu hiệu cái tuần này. DST, nhìn chung DST thì cũng đang tăng tương đối là tốt. Cuối tuần thì nó đang chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung có thể quay trở lại quanh vùng 12. Và kỳ vọng là từ vùng 12 này thì cổ phiếu sẽ tích lũy nền ổn định để tiếp tục đi lên. Thủng vùng 12 thì bán, không thủng vùng 12 thì cầm. Bắc Việt trong tuần đã có những cái nến đánh tương đối tốt, đánh chạm 9 nhưng mà lực cầu đây các anh chị, nó có vùng kháng cự 9 này và sau đó có vùng kháng cự 10, thì trong tuần đã đi được vùng kháng cự 9. Và vùng này thì nó không đủ cái sức để giữ nên là nó đã bị chốt tương đối mạnh. Với lực chốt này thì sẽ quay trở lại đây, nó sẽ quay trở lại đây. Khả năng sẽ quay lại 7.5. 7.5 trong trường hợp tính toán mà nó xa hơn và dài hơn thì cổ phiếu này hoàn toàn có thể ở vùng 6.3 đến khoảng vùng 6.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Thì chúng ta quan sát thêm hai vùng chỉnh cung của nó đây. Một là quanh vùng 7.5 hoặc hai là sẽ đi về khoảng vùng 6.5. Khi cái xu hướng mà cổ phiếu mà bị đạp thủng vùng 7.5 á, thì xác suất cao nó sẽ đi về 7 và sau đó thì vùng 6.5 đây. Đó. TTB cũng là một mã cổ phiếu được phân tích và tiếp cận đối với TTB. Thì nhìn về mặt yếu tố tạo lập thì TVB cũng đã, sau khi mà nó thoát được cái vùng 9.5 ở đây các anh chị này, đó, và nó đang xây nền ở trên này, thì khi tiếp cận TTB là chúng ta phải tiếp cận từ từ, đúng không ạ? Thứ nhất đó là vùng 11.5, thứ hai đó là biên 10.5 đến biên 11, thậm chí có biên thứ ba ở đây nữa cơ mà, đó, có biên thứ ba ở đây nữa là quanh vùng 9.5. Thì vì chúng ta không có những cái điểm mua vị thế thấp, và khi chúng ta tiếp cận ở cái vùng này thì gọi là vùng mua break ấy, các anh chị, mua break thì chúng ta phải bình tĩnh thôi. Chứ còn nếu mà hấp tấp mà đây hút ở trên này thì bây giờ cũng chóng mặt phết rồi đấy. OGC cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì chúng ta có phân tích thêm mã cổ phiếu OGC ở trên góc độ gọi là tiếp cận OGC khi nó break vùng 10 và test trả cung lại vùng 10 được đánh giá là thành công. Thì trong ngắn hạn của OGC thì ở đây này, chúng ta có vùng 10.3 đến khoảng vùng 10 10.8, đây dự kiến sẽ là cái biên tích lũy và cái kháng cự ngắn của nó ở vùng 12.5. Break vùng 12.5 thì sẽ lên 14.5, nhưng ngắn hạn thì kỳ vọng ở vùng 12.5 đã. Cổ phiếu MBG trong tuần cũng lên được vùng 17.5 cộng, nhưng mà không không tức là cái lực cầu nó không đủ mạnh. Hiện tại nó đang đánh ép, thì đối với lực ép này thì chúng ta sẽ tính ở vùng 16.5. Trong trường hợp nếu như 16.5 mà không bị thủng á thì chúng ta cầm, thủng 16.5 chốt bớt, bởi vì khi thủng 16.5 rồi thì xác suất có thể nó sẽ quay về vùng 14, thậm chí là MBG có thể quay lại nền ở đây, tức là nó lại
quay lại đây rồi mới cái kiểu đánh của nó như này đó. Ví dụ nhé, đây là Hùng mô phỏng thôi, ví dụ thôi. Đó, về đây giống như nhịp này rồi, nó tích lũy ổn định ở bên này rồi thì chúng ta lại canh, chúng ta gom ở bên này để chúng ta có một cái nhịp tạm thời, ví dụ như vậy. Biết đâu là nó sẽ vòng, đánh vòng như kiểu này. Và trong những cái thời điểm hiện tại thì chúng ta tận dụng tối ưu được các cái nhịp hồi này, mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự như thế này thì cũng là tốt lắm rồi. Đối với TTF ở trong tuần và trong nhịp phân tích này thì gần như TTF cũng đã hoàn thành một cái vùng giá mục tiêu, đó là 14 trên 14 anh chị. Trong tuần vừa qua thì TTF đang đi ở biên 13.5 đến biên 14, đây là biên được tạm gọi là biên tích lũy nền đó. Và đối với TTF thì cho phép chỉnh lại về cung về quanh 13, tức là trong trường hợp nếu không thủng vùng 13 thì chúng ta còn có thể nắm giữ lại các cái vị thế của TTF. Còn nếu như cổ phiếu này mà thủng vùng 13 thì như vậy là chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán cổ phiếu ra chốt lãi. Đó. Chắc chắn là TTF thì chốt lãi rồi chứ không có câu chuyện cắt lỗ rồi. Còn các anh chị chắc cắt lỗ thì chắc là các anh chị bị đua phải những cái vùng ở trên 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 gọi là những cái vùng cao trên này thôi, chứ còn nếu mà các anh chị mua đúng TTF theo những cái phân tích của mình thì chắc chắn là lãi. DLG trong tuần thì nó cũng đã chạm vùng 10 cộng, và sau khi chạm vùng này thì nó cũng đã bị chốt tương đối mạnh. Đây là những cái chốt tương đối mạnh. Thì đối với lực chốt như này thì chúng ta sẽ có vùng 8.8 đến khoảng vùng 9. Đó là vùng mà có thể cho phép cổ phiếu này gọi là chỉnh về đây, tức là chỉnh như này là chỉnh tạm gọi là chỉnh sâu rồi đấy. Còn trong trường hợp nếu như mà em này bị chốt thủng vùng 8.8 thì các anh chị nên bán bớt hàng, bởi vì khi đó thì cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng rơi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này, và khi về đến vùng hỗ trợ sâu ở đó thì chúng ta lại canh để chúng ta gom thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, ok các anh chị, về danh mục cổ phiếu thì tạm thời trong tuần này cũng sẽ phân tích như vậy, và trong bản tin thì cũng đã có dành thời gian để vừa phân tích nhưng cũng vừa hướng dẫn đối với anh chị em nhà đầu tư chúng ta phân biệt được những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, những cái vùng kháng cự và cái cách để chúng ta xác định những cái vùng đó bằng cái trendline hoặc là bằng những cái trend kỹ thuật thì cũng đã có hướng dẫn lồng ghép ở trong cái phần của bản tin. Rồi, còn những cái mã cổ phiếu nào chưa được phân tích thì các anh chị em có thể comment ở bên dưới bản tin, và cũng sẽ dành thời gian để chúng ta sẽ nói kỹ hơn về xu hướng của cổ phiếu. Phần còn lại bản tin thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian còn lại để chúng ta sẽ nói về xu hướng thị trường. Thì đối với chỉ số, đối với đây anh chị, đây là cái điểm mà chúng ta bắt đầu chúng ta dự báo gọi là ra bản tin tuần tuần thứ sáu tuần vừa qua, đó là ngày 27 đúng không ạ? Ngày 24 kết phiên ngày 24 và bắt đầu đến phiên ngày 27. Thì trong tuần vừa qua thì cũng có ngay từ đầu tuần thì chúng ta có phân tích rồi đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, tức là ngày 27 đến ngày 28 ở đây. Đây ngày 28 đây các anh chị. Thì chúng ta sẽ tập trung đánh giá cái điểm test chỉnh cung kỹ thuật của chỉ số này ở quanh cái ngưỡng thứ nhất, đó là ngưỡng ở đây 1507 đến 1510, và sâu hơn đó là biên 1500 điểm, 1500 điểm đấy các anh chị. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, chỉ số VN30 chính thức đã test vùng 1500 điểm ở đây và test thành công. Và khi nó test thành công rồi thì ngưỡng 1490 chúng ta sẽ không tính toán. Còn trong trường hợp nếu như chúng ta bị chốt gãy cái vùng 1500 điểm đây thì chúng ta mới tính toán đến vùng 1490 của nó ở đây. Đối với chỉ số phái sinh, đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hùng Lê có đánh giá một cái nhịp mà chỉ số này có thể quay lại test cung ở quanh vùng 1500 điểm và sâu hơn ở 1490, thì tất cả những cái phân tích kỹ thuật đó thì đã đều được đây. Đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ tập trung đánh giá cái ngưỡng hỗ trợ ở một vùng 1500 điểm. Trong trường hợp thủng ngưỡng này thì chúng ta mới tính toán đến cái biên 1490, đó là chỉ số VN30 và phái sinh trong phiên giao dịch đầu tuần. Còn đối với chỉ số index thì sẽ đẹp nhất là sẽ trả cung ở quanh vùng 1470 điểm, và khi vùng 1740 mà bị phá thì phải tính thêm cái vùng 1163 đến 1165. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, đây là biểu đồ của chỉ số VN index. Đó, VN index trong tuần vừa qua.
thì ngay lập tức là khi mở cửa phiên giao dịch tuần thì index của chúng ta ngay lập tức là đã test về vùng 1.490 điểm đây các anh chị, à, xin lỗi cả nhà, 1.470 đây, các anh chị nhìn thấy đây đúng không ạ, đây mút 1.470, và sau điểm test này thì index của chúng ta xác nhận cái sự test cung thành công, chính vậy nên là cái biên 1.463 1.465 ở đây thì nó đã không không về đến nơi đó và nó chỉ về đến cái vùng 1.470 đây thôi. Cùng với đó trong tuần thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì cũng lại có tiếp tục đánh giá cái biên kháng cự kỹ thuật của nó ở quanh vùng 1.485 đến 1.490 điểm của chỉ số VN Index đó, chỉ số VN Index đây đó. Và đối với chỉ số phái sinh về chỉ số VN30 thì chúng ta tiếp tục đánh giá ở ngưỡng 1.518 đến ngưỡng 1.520 đó, anh chị nhìn thấy đây, đây là những cái kháng cự khi chạm về những cái vùng này thì chỉ số của chúng ta đã có những cái sự chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Và trong tuần vừa qua thì cái ngưỡng kháng cự kỹ thuật cao nhất, cái ngưỡng kháng cự kỹ thuật cao nhất đối với chỉ số chung của thị trường đó là vùng 1.530 đến một vùng 1.535 điểm thì cũng đã được cùng Lê phân tích rất là chi tiết. Ví dụ đây 1.535 chúng ta sẽ không tìm lại đó, thì kết thúc các cái phiên giao dịch đó, phiên giao dịch của ngày thứ năm, ví dụ bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày thứ năm thì ông Lê sẽ có những cái tổng hợp khá là chi tiết về thị trường đó. Kháng cự của index được nâng lên đó là vùng 1.500 đến vùng 1.510 điểm đó, ví dụ như vậy. Đối với chỉ số phái sinh và VN30 thì chúng ta tính toán ở vùng 1.518 đến 1.520, và biên cao hơn thì có thể tính toán ở vùng 1.535 đến vùng 1.540 điểm. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu bước vào phiên giao dịch của ngày thứ năm, đó là ngày 30 tháng 12, thì ngay từ đầu phiên giao dịch cũng đã có chuẩn bị sẵn các cái kịch bản của thị trường đó về 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 gọi là các cái vùng kháng cự 1.535 với 1.530 đây đối với chỉ số phái sinh, 1.535 đến 1.540 đây các anh chị. Và đến ngày phiên giao dịch của ngày thứ ngày 31 ngày 30 đó, thị trường của chúng ta đã chạm về những cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đối với index cũng như vậy, chúng ta có đánh giá cái kháng cự ở 1.500 đến 1.510 điểm, đó là cái ngưỡng tâm lý rất là quan trọng của thị trường. Và đến thời điểm kết phiên giao dịch ngày thứ sáu, tức là phiên kết tuần kết thúc năm cũ, thì chỉ số index của chúng ta vẫn chưa thể vượt thoát được vùng 1.500 điểm trên góc độ kỹ thuật. Trên góc độ kỹ thuật thì tuần tới khả năng với sự kéo mạnh của nhóm banh và nhóm chứng khoán rồi, thì hai nhóm này sẽ quay trở lại chỉnh cung. Cùng với đó thì nhóm trụ cũng khả năng sẽ quay trở lại chỉnh cung. Nhóm P trước sự suy yếu của WTI thì nhóm P cũng có thể sẽ bước vào một trạng thái lình xình. Cùng với đó thì nhóm xây lắp hiện tại chúng ta không có quá nhiều các cái dư địa để nhóm xây lắp có thể bật lại luôn. Nhóm xây lắp có thể sẽ còn thêm 1 đến 2 phiên chỉnh nữa. Như vậy thì cái khả năng xác suất tuần tới mà để index vượt cái vùng 1.500 điểm trong phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư theo quan điểm của Hùng là khó. Và thị trường trong trong những phiên giao dịch quay trở lại tuần mới thì index sẽ có xu hướng quay về kiểm tra biên ở 1.485 đến biên 1.490, và sâu hơn thì có thể trong cái tuần giao dịch mới chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1.480 của chỉ số index. Đối với chỉ số VN30, hiện tại thì vùng 1.530 đến vùng 1.535 điểm ở đây, và thậm chí là cao hơn, đây là vùng 1.540. Bởi vì trong bản tin tuần cũng đã có tính toán trong phiên giao dịch của ngày thứ năm, chúng ta đã có tính toán đến vùng 1.535 đến 1.540 của phái sinh và VN30. Như vậy thì trong tuần tới đây đang là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh của thị trường, thì cái khả năng để bứt thoát ở trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy có cái động lực hoặc cái nhóm ngành nào có thể kéo kéo tiếp để nó vượt thoát cái vùng này, nên trong tuần tới nó sẽ quay lại chỉnh cung. Các cái điểm chỉnh cung ngắn hạn thì chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1.530, sâu hơn đó chính là cái vùng ngày xưa nó là kháng cự, đây là kháng cự đây các anh chị đó, trước đây nó là kháng cự, tức là vùng 1.518 đến vùng 1.520 thì nó sẽ vô hình dung trước là kháng cự, thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng của chỉ số VN30 trong tuần giao dịch mới. Còn cái điểm mà 1.510 này thì cũng chưa có đánh giá, nhưng tuần tới nó sẽ có hai cái mốc này, 1.530 đến 1.530 và sau đó 1.518 đến 1.520, các anh chị lưu ý. Và chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Cái vùng 1.540 điểm ở đây hiện tại nó đã long rất là mạnh rồi, thì tuần tới cái điểm chỉnh cung của
ở chỉ số kỹ thuật VN30 ở quanh vùng 1530 điểm là xác suất là cao, và sâu hơn thì chúng ta trước đây nó là kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành một hỗ trợ tương đối quan trọng của chỉ số thị trường ở trong phiên giao dịch của ngày thứ ba tuần tới, tức là phiên mở cửa quay trở lại thị trường. Thì đấy là những cái yếu tố về mặt kỹ thuật mà các anh chị lưu tâm. Còn đối với kháng cự thì hiện tại trong tuần này cũng chưa có xây thêm kháng cự mới, vòng sẽ chờ thêm cái mức độ đánh giá, thêm cái mức độ chỉnh cung của nhóm P trước với FTI, sẽ đánh giá thêm cái mức độ tích lũy nền của nhóm xây lắp, cùng với đó thì sẽ đánh giá thêm nhóm cổ phiếu thép thì khả năng tuần tới sẽ hồi phục, sẽ tăng. Còn nhóm banh và nhóm chứng khoán thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, bởi vì banh cũng đã kéo mạnh rồi và hiện tại một số banh thì đang chạm những cái kháng cự, và vừa rồi thì cũng đã có phân tích rồi. Như vậy thì hội tụ lại tất cả những yếu tố kỹ thuật đó thì nó sẽ quay lại những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật như vậy, và trên cơ sở chúng ta sẽ đánh giá những cái nền tảng tích lũy dòng tiền đổ vào thị trường nữa, thì sẽ cập nhật thêm cái xu hướng ở trong cái tuần giao dịch mới. Còn về mặt chiến lược giao dịch hiện tại thì trên góc độ quan điểm kỹ thuật là thị trường của chúng ta vẫn đang vận động ở vùng kháng cự rất là mạnh, vùng 1500 điểm. Và các anh chị, với những anh chị em có kinh nghiệm lâu năm thì chúng ta đều hiểu rằng khi thị trường công kháng cự thì cái ranh giới giữa anh hùng và tội đồ nó rất gần nhau. Đó là nếu trường hợp nếu như thị trường đánh cuốn được dòng tiền, tức là đang mấy phiên nay nó chỉ đạt khoảng 20.000 tỷ thôi, và thị trường lại bắt đầu quay lại trâu điên, tức là giao dịch 40.000 đến 50.000 tỷ và index đánh cuốn vượt thoát vùng 1.500 điểm, thì đấy là một cái kịch bản không còn gì để nói, tức là kịch bản như mơ với thị trường của chúng ta mở phiên trong cái tuần giao dịch mới. Nhưng trong trường hợp ngược lại thì tội đồ là gì? Công 1.500 điểm mà không thành và đồng loạt các cái nhóm ngành quay lại chốt thì cả làng sẽ mang hàng ra chốt, bởi vì tâm lý ai cũng như vậy. Tâm lý ai cũng bảo chết ra rồi, 1.500 điểm không break được rồi anh em ơi, chốt thôi. Vậy thì đầu tiên sẽ là những cái mồi lửa của tạo lập, và sau đó thì anh em nhà đầu tư nhỏ lẻ là cũng phải chốt hết đó. Vậy thì cái ranh giới giữa cái việc là anh hùng và tội đồ ở thời điểm này nó rất là nhạy cảm, và chính cái sự nhạy cảm đó thì để an toàn các anh chị, để an toàn những mã cổ phiếu chúng ta đang lãi, chốt vớt đi. Ok, tỷ lệ margin đang căng gì, chủ động giảm xuống đi. Tiền mặt của chúng ta, nếu như chúng ta đang còn tiền mặt và trên cổ phiếu, thì chúng ta tối ưu là gia tăng cái tỷ lệ tiền mặt lên tại những cái thời điểm nhạy cảm như vậy. Và thông thường những cái thời điểm nhạy cảm hoặc những cái thời điểm thị trường công kháng cự thì Hùng Lê thường chọn cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu nó là 50/50 hoặc là 30/70. Đấy là những cái ngưỡng an toàn để chúng ta có một lượng tiền mặt, để nếu như thị trường có những phiên đạp sâu thì chúng ta sẽ lấy cái lượng tiền mặt đó để chúng ta mua lại những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm ở trong tài khoản, để chúng ta đánh canh hồi thế cộng, và ở những cái nhịp hồi thế cộng đó chúng ta phải bán ra để chúng ta thu tiền về, để chúng ta luôn luôn đảm bảo cái tài khoản của chúng ta duy trì được một cái lượng thanh khoản tương đối là tốt. Rồi, một lần nữa thì bản tin tuần sẽ dừng lại ở đây, và nhân dịp ngày đầu tiên của năm mới năm 2020, một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, chúc cho chúng ta có một năm mới thành công, rực rỡ hơn, và chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta sẽ có những cái nền tảng kiến thức tốt hơn để chúng ta tiếp tục đứng vững chiến đấu ở trên thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.